Rồi, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 nha. Hết bao nhiêu ngày đi em đi săn hàng về thì quá trời đồ đẹp luôn. Thì mấy nói chú nào ưng mã nào thì cứ alo nha em, hai điện thoại đây như mọi ngày nha. Thì hôm nay đây gồm có là 78 mã nha, thì gồm có những đồ nghề, rồi đồ bonsai. Đó. Rồi ở trên này có một cái kệ khoang rất đẹp nha, của Hitachi mới tinh luôn nè. Và một số thùng đồ nghề nha. Rồi mấy chú nào muốn mua thì coi cho kỹ rồi chốt nha. Rồi chuyển khoản thì em với bao ship thôi, còn ship code thì vẫn bình thường nha. Rồi mấy chú tự trả ship nha. Thì hôm nay là gồm có những loại như vậy thì nói chung là em sẽ quay cho nó nhanh, tại nếu mà nó kéo dài hơn 1 tiếng thì cái dung lượng của máy em quay không kịp á. Rồi ok. Mã số 1 đầu tiên nha là một bộ vít đa năng nè đó, một bộ vít đa năng nha. Đây em sẽ quay rõ nè, bộ này nó rất đẹp luôn, của Nhật nha, không nứt bể gì nha. Bộ này chưa xài luôn, 170 ngàn nha, mã số 1. Thì đây, cái cán này nè, ở trên này nè, nó sẽ có đóng chữ nè, nó đến thương hiệu Anet nha. À, Saben nè. Rồi, rồi, đây, đây, cái cán nè, cán nó đóng đều đóng chữ Saben nha. À, em sẽ quay kỹ cho. Đâu ta? Như cái mũi có, đây này. À, cái này mình cứ cần kéo lên thôi nha, kéo nhẹ lên nha, đó, nó sẽ ra nè, ha. Đó, những cái mũi vít nè, ở trên này nó sẽ đóng chữ Japan hết đầy đủ nha. Đó, rồi ok, mình chỉ cần cắm vô đây nè, nó ấn vô, đó, ấn chặt vô là mình xài thoải mái nha. Đó, rất tiện dụng luôn. Thì ở trên này nó có những mũi là để mình mở thử nha. À, một cái mũi này là mũi trừ nè, đó, mũi trừ nha. Rồi đây là một cái mũi cộng nha, đó, rất đẹp luôn nha. Đó, rồi đây có một cái đồ để mà mình mở nắp chai nè, đó, mới tinh luôn, chưa xài gì nè. Và tiếp theo nữa là một cái đồ mở khui rượu nha, nó có một cái lỗ để mình chọt cái cây gì mình xoay nha. Đó, à nhưng mà để mình chọt cái cây tôi dít vô không ra, không phải chọt một cây gì dưới xoay nha. Rồi ở bên này thì nó gồm có là một cái lưỡi dao rất bén luôn nha, đó, bén cực kỳ luôn. Rồi ở trên này nó có một cái này giống để lại hộp sữa gì đó nha. Rồi ở đây nó còn một cái dũa nè, dũa ngón tay nè, à, rất đẹp luôn nha, chưa xài rồi cực kỳ nhám luôn. Thì mỗi cây vít nó đều đóng chữ Japan trên này hết luôn nha. Rồi tiếp theo nữa là nó lên một còn một cái là một mũi kim để mình đâm những gì đó nha. Rồi ok, thì một bộ nó gồm như vậy đầy đủ luôn nha. Đó rồi, mã số 1 là 170 ngàn nha, mã số 1 là 170 ngàn. Rồi cái cán này nha, đó, rồi em sẽ đáp lại. Rồi ok, mã số 1. Mã số 2 là 150 ngàn, là một cây vít lùn nha, của Nhật, rất đẹp luôn. Thì để cây này nè, là nó những cái mũi vít nó nằm ở trong này, là mấy chú nó mình chỉ cần mình mở ra thôi đó, mở nhẹ ra là nó có một cái ngấn thế này nha, thì đổ ra đó. Ví dụ em sẽ lấy một cái mũi vít trong này có 2 mũi rồi nha, em sẽ mẫu trước cho đây đó, đặt cho đây nó sẽ có 500 cho này nha, tự hít lại nè, đó thấy không, đó mũi rất đẹp luôn đó, đảo chiều này thấy không, đó thấy không, rất là tiện dụng nha. Đó, rồi đảo chiều nè, nó có cộng mũi tên qua lại nha, lắc nhẹ qua nó kêu cạch nha, đó qua lại nè. À cái này lúc giữa là mình cố định rồi đó, hai cái nha, đó thấy không. Rồi bên này vậy nè, đảo lại nè, thấy không. Rồi ok, cây này rất đẹp luôn, trong lòng bàn tay. Cây này giá 150 ngàn như mọi ngày nha. 150 ngàn. Rồi rồi, mã số 3, 150 ngàn là một cái cây vít lùng luôn, của dòng Xuân Lát luôn. Đó, cây này rất là nhiều rồi, về bữa bán quá nhiều rồi nha. Đó, mũi vít nó nằm ở trên đây nè, đó nằm trên này nha. Đó, nó có một cái đồ để giữ mũi vít này nha, rồi gắn vào đây mình xài thôi, tiếng nè, đảo chiều lại ok hết nha. Đó, rồi ok, cây vít lùng thứ hai, thứ ba là mã số 3, 150 ngàn nha. Rồi rồi mã số 4 là một cây vít lùng luôn, cái này để mình mở vít nè. Cái cây này là nó của thương hiệu là Tomat nha, Thomas Saben nè. Thì nó giống như cái cần tự động vậy á, cái cây này y chang cái cần tự động luôn, thì nó cái thiết kế như mẫu y chang nha. Đó, đảo chiều nè, trái nè, phải nè, ha, đó là như mình mở ra à, nó kêu hả, đó rồi qua đây chưa, đó chưa, trái phải đầy đủ nha. Thì nó tặng kèm cho mấy chú là một cái bộ đầu nối như thế này, đây cái mũi vít đây đặt cho đây và đây, thực ra nó như thế này nè, ha, rất đẹp luôn. Thì tặng kèm cho mấy chú một cái đầu chuyển luôn đó, đầu chuyển này mình xoay nha, đó, đầu chuyển xoay nha, thì gắn ở đây đó, còn không thì thích thì mình mở ra như thế này mình xài vẫn được nha.
À, cái này à, kéo xuống nhé, đúng rồi, cái này con phải kéo xuống mới mở được nha. Rồi như đây đó, rất tiện dụng nha, mình mở những góc hẹp mình mở rất là ok luôn, lắc nhẹ đi nha. Rồi mã số 4 150.000 nha. Rồi nhắn lại đi đó, thì cái này muốn mũi dít vô thì mình chưa kéo xuống nha, kéo xuống như này đó, kéo xuống vậy thì mình bỏ dít được nha, đó ấn sâu vô thả ra đó, nó không rớt lại nha. Rồi giá 150.000 luôn nha. Rồi tiếp theo là em lên mã số 5, ba cây dít giá 250.000 nha. Thì ba cây dít nha, Vietcell BH1, BH2, BH3 nha. Thì gồm có một cây BH3 rất đẹp luôn, Vietcell nè, mũi nè, khỏi chê đi nha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là một cái cây BH2 nè. Đó, Vietcell nó đóng chữ Vietcell cho này nè. Đó, thấy rõ không? Đó, Vietcell nha. BH2 mũi rất đẹp luôn, không có lỗi lầm gì, đều có từ hít nha. Đều có từ hít luôn nha. Rồi một cây BH1 nữa nè. BH1 mũi như rất đẹp luôn ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, như cây này nó còn có chữ Vietcell nè, còn mấy cây này về vệ sinh đó, chà nó bay hết chữ rồi nha, không còn nữa. Rồi ok, ba cây chiều dài của ba cây này nó là được BH3 thì nó dài được 28 cm, rồi BH2 là nó dài được 21 cm và BH1 dài được 20 cm nha. Rồi ok, ba cây này giá 250.000 nha. Đó, 350.000 rất đẹp luôn. Đó, không có lỗi lầm gì hết nha. Đó, rất đẹp luôn. Rồi mã số 6 nha, mã số 6 là ba cây dít đóng luôn nha, ba cây dít đóng mình xem hết đó, có một cái cây, nói chung hai cây này đóng có đóng rồi nè. Đó giá 210.000 nha, mã số 210.000 cùng có ba cây đó, mũi nè đều rất đẹp luôn, hai cây BH2 một cây BH1 nha, mũi cực kỳ đẹp luôn, không lỗi lầm gì luôn nha. Đó không, đều có từ hết hết nha. Đó này nó làm thép trắng nè, rồi dạng đóng nè, ba cây rất đẹp luôn. Thì ba cây này chiều dài của nó là được đều một size hết luôn, là size 21 20,5 cm nha. Rồi ba cây giá 201 như mọi khi nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo nữa em lên mã số 7 nha. Mã số 7 là một cây vít đảo chiều nè. Một cây vít đảo chiều nè. Thì nó gồm chó, nếu nói chung nó mình mua thì nó gồm có hai mũi cộng trừ đầy đủ nha. Thì đó thì cây này em bán cũng nhiều rồi. Thì mấy chú nào ưng thì alo em nha. Cộng trừ có đủ luôn, tại vì em chưa có soạn ra, khi nào mấy chú nào mình mua em chốt đơn rồi em sẽ gửi cho mấy chú nha, cộng trừ đầy đủ luôn. Thì cây này giá 200.000, cây này đến từ thương hiệu là Tokyo Nippon nè, khâu đồng rất đẹp nha, mở ra nè. Đó, mở ra là sẽ nhảy lên nha. Thì cái cây này chiều dài của nó là được 30 cm nha. 30 cm rồi gắn vô. 30 cm rồi, cây này chiều nhà thu lại là 22 cm nha. Rồi ok, hoạt động của nó rất là trơn tru luôn nè. Đó mình ấn nha, nó xoay đi nha, là tiếng nè, đó, đảo chiều lại nè, nó giống như vít lùn vậy đó, nhưng mà được con cái là thục là ốc nó sẽ chạy ra nha. Rồi ok, cái này giá 200.000 nha, 200.000 cho mã số 7 nha. Rồi tiếp theo mã số 8 cũng vậy, cũng tương tự như một cây gì luôn, cũng là 200.000 luôn. Đó, ngoại hình của như thế này nè, thì cái cây này giống cái kia thì em chỉ cần quay sơ được cái phần ngoại thôi nha, hoạt động nó cũng vậy luôn đó, không có làm gì hết nha, cũng là Tokyo Nippon luôn. Đó, rất là trơn tru nha, cây này nó bằng kim loại đẹp lắm nha. Rồi cây này chiều dài cũng bằng một cây kia luôn nha, rồi giá nó cũng là 200k luôn đó, hoạt động ok hết nè, thấy không. Rồi cây này mã số 8 200.000 nha. Rồi mã số 9 là hai cây đột nha, hai cây đột giá 200.000 cho hai cây. Thì gồm có một cây của trái mắt nè, một cây đến gì thương hiệu là CH, nó có một cái biểu tượng hàng của Nhật nữa nha. Hai cây này để qua sử dụng rồi nhưng mà rất đẹp mũi nè, thấy không, mũi rất đẹp luôn nha. Đó để mình đột những cái lỗ ắc đồ đấy nha, rất là ok luôn, cặp này rất đẹp luôn. Chiều dài của cái cặp này á, là nó dài được 15 cm nha, 15 cm. Rồi ok, giá cặp này nó là giá là 200.000 nha, 200.000 cho hai cái đột rồi nha. Đó, mình xài rất là, độ thép của Nhật nó cứng lắm, xài rất là ok luôn. Cái cây này là mã số 9 giá 200.000. Rồi tiếp theo mã số 10 là một bộ lục giác gấp đa năng nha, 150.000. Thì cây này là nó đến từ thương hiệu là Hoyen nha. Đây, đến từ thương hiệu Hoyen nè. Ở trên này nó gồm có mũi là 1 ly rưỡi, 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 4 ly. Ở bên này nó đó, nó như vậy đó nha. Thì ở trên này nó sẽ ghi những thông số hệ của giống như hệ in vậy nha. Rồi ok, thì em sẽ mở cái cây này ra cho mấy chú xem. Đây, em sẽ mở ra đây. À, hai bộ này nó hai cái mũi nó giống nhau luôn. Hai đầu nó giống nhau hết nha. Đó. Rất là thông dụng luôn, rất đẹp luôn nha. Đó, mũi nè, góc cạnh ok hết nha. Đó, không có lỗi làm gì hết.
Đó, mình xài xong mình gấp lại nè, cái này là rất là gọn nha. Rồi cây này giá là 150 ngàn nha. 150 ngàn cho mã số 10 nha, 150 ngàn. Lấy ghế em. Rồi tiếp theo mã 11 là một cái kềm giá 250 ngàn nha. Cái kềm này đến thương hiệu Mary nha. Đây, Mary nè. À, Mary nha. À, rất đẹp nha, khít nha, không hở nha. À, anh chú thấy không? Ánh sáng không có nha. Đó, cái đầu trên này là cái đường hở trên thôi, ở dưới không hở nha. Đó, cây này hoạt động rất là ok luôn, không có lỗi lầm gì hết. Đó, thì răng cổ của cây này cũng vậy. Đây răng cổ đây. Rất đẹp nha. Đó, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó rồi, ngoại hình những thì bãi mà về nó bị ten thôi. Đó. Thì cái này dính dầu nên em lâu sẽ sạch nha. Rồi, thứ hai là cái kềm của nó. Cái xe điện em, kiếm xe điện. Rồi, đây em sẽ cắt điện thử cho mấy chú xem nè. Xài rất ok luôn. Cái điện đôi nha. Ôi ngọt ngào nha, không có lỗi lầm gì luôn. Thì ngoại hình cái cán nó rất đẹp luôn. Đó, không có một cái dấu hiệu nứt bể gì nha. Cây nào nứt em sẽ nói nứt nha. Thì chiều dài của cây này là bây giờ được 21,5 cm nha. Rồi ok, cây này giá là 250 ngàn cái Mary này. Đó, Mary nắm chữ Mary dưới đây luôn nha. Mary Saben nè. Rồi ok, giá 250 ngàn nha. Mã số 11. Rồi, tiếp theo. Mã số 12 là một cái kềm của thằng Fuya cũng giá là 250 ngàn luôn. Cái kềm này ngoại hình rất đẹp luôn. Cái cán của nó nè. Thấy không? Nó thì đồ bãi được này, đồ hàng này về đồ bãi thì nó gặp nước mặn hay sao nó bị ten quá nhiều đi nha. Nói chung ngoại hình thì ok hết. Không hở nha. Cái này rất đẹp luôn. Ai về phần răng này. Răng của nó khỏi chê nha. Đó, em rửa dầu nó còn hơi dính nè, thấy không? Đó, ngoại hình rất đẹp, nó dính một cái gì đó, nó dính cái bụi gì nè. Rồi cạy ra nha. Đó. Rồi không có nứt bể nha, cây nào nứt bể em sẽ nứt bể nha. Thì cái cây này á đem cắt điện luôn nha. Đó ha, một cái kịch nhẹ nhàng nha, không có lỗi lầm gì luôn. Về phần cán cũng vậy, rất đẹp luôn nha. Không có một cái lỗi gì luôn nha. Rồi cây này giá là 250 ngàn luôn nha, mã 12. Nói chung là kèm này Nhật thì nó không có cái nào rơ đó. Đó, nó khít cực kỳ luôn nè. Không rơ nha. Rồi mã 13 là một cái kèm mã 12. Rồi mã 13 là một cái kèm của Fuya luôn. Cây này em bán giá 200 ngàn nha. Tại vì nó có một chút xíu hở cho này nè ha. Đó, chú thấy rõ không? Mình sẽ quay kỹ nha. Đó, nhỏ xíu xíu như là đầu kim đó nha. Chút xíu xíu nhưng mà cắt điện vẫn ok hết nha. Thì phần răng thì rất đẹp luôn. Thấy không? Răng cực kỳ đẹp luôn. Đó, để giá rẻ luôn, 200 ngàn thôi. Đó, cái này sẽ lớn nha. Cái này dài là được 21,5 cm luôn nha. Sẽ lớn luôn. Đó, thì về phần cắt điện nè. Nói chung là vẫn cắt bình thường thôi. Không có một cái lỗi lầm gì hết đó. Đó, thấy không? Không có lỗi lầm gì nha. Tại vì nó bị hở chút xíu thôi. Đó, hàng bãi mà. Đó, nhìn nếu mà nhìn kỹ thấy nha. Đó, về phần răng thì ok hết, không có lỗi lầm gì luôn. Thì phần cán cũng vậy, cán cũng đẹp cực kỳ luôn, không nứt bể luôn nha. Đó, rồi ok, em để giá là 200 nghìn cái kèm này nha, mã 13. Mã 13, 200 nghìn. Rồi, mã 14. Mã 14 luôn cũng là 200 nghìn luôn, nó đẻ rẻ luôn. Thì những cái kèm này nó bị lỗi chút xíu vậy thôi. Đó, nó bị hở như thế này nè. Thấy không? Nhỏ xíu xíu không? Em đặt cho tờ giấy không? Thấy không? Đó, chút xíu thôi. Nó nhỏ như là sợi kim nha. Đó, thì phần răng của nó thì rất đẹp luôn. Răng đó, mua về xài ok hết nha. Đó, cắt điện vẫn được không có gì hết á, cán đẹp cực kỳ luôn, không nứt bể gì luôn nha. Đó, à, em cắt điện ra. Thấy không, một cái là ít, một cái là ít thôi nè. Đó, không phải nghiến ngấu gì đâu. Đó, rồi ok, cái này cũng là size lớn nha, size 21,5 cm luôn. Đó, 21,5 cm nha. Rồi ok, cái này cán cũng đẹp nha, không nứt bể nha, mua về xài gia đình ok hết nha. Rồi cái này giá là 200 ngàn cho mã 14 này. Rồi mã 15 là em lên một bộ kềm 3 cây của Hùng Hoyen nha, giá 370 ngàn nha. Đó, 3 cây của ba cây của Hoyen, 370 ngàn. Đẹp cực kỳ luôn, màu xanh hết luôn nha. Đó, thì một đây là 3 cây Hoyen hết luôn nha. Rồi em sẽ đo từng cây cho chú xem. Lấy cái thước kim bạn em. Rồi cái này là dài 18 cm nè. Rồi cái này dài được 16 cm nè. Rồi cái này cũng vậy, 16 cm luôn nha. Rồi ok. Rồi, 3 cây. Rất đẹp luôn nha. Một cây mỏ nhọn, một cây cắt xéo nè và một cây mỏ bằng nha. Rồi ok, em sẽ cắt cái cây này thì rất đẹp luôn nha, không hở nha. Rồi, cây này cắt nè. Thấy không? Thấy không? Cực nhào cào cực kỳ luôn nha. Phần răng của nó nè. Đẹp cực kỳ luôn nha, không một lỗi lầm gì hết nha. Đó, rồi ok, một cây. Về phần cán á, thì đẹp luôn, không nứt bể nha. Cây nào nứt bể em sẽ nói luôn. Rồi, cái thứ hai là một cây mỏ nhọn nha. Đây về phần cắt của nó đây, khít nha, không hở nè.
Đó, về phần răng này. Răng này, đẹp cực kỳ luôn nha. Đây, em sẽ quay đó ha, phần răng đẹp cực kỳ luôn nha. Đó. Nhằm cắt của nó nè. Đó không? Ngọt ngào luôn nha, phần cán cũng vậy, đẹp cực kỳ luôn, không nứt bể nha. Rồi. Cây cắt xéo cũng vậy, cắt xéo nó có hai lỗ tút điện nha. Nó có hai lỗ tút điện nè. Thì phần cán của nó rất đẹp luôn nha. Đây em sẽ cắt điện thử nha. Đây, cắt này. À sao cắt cái lỗ ta? Nè. Nha, ngọt ngào luôn nha. Đó, tút điện nè. À, mày chỉ cần đặt cho đây thôi, ấn nó vô đây và cầm kéo ra thôi là nó sẽ ra được dây điện này nha, rất là tiện dụng luôn đó, lỗ lớn lỗ nhỏ để mình phù hợp với dây điện của mình nha. Đó, rất là ok luôn. Rồi cây này, ba cây này giá là 370.000 nha. Đó, hàng bảy của này nó hơi khan lắm, giá nó cao lắm, giá dinh bảy rất là cao đó. Rồi 370.000 cho ba cây kèm nha. Rồi mã 16 là 300.000 cho bộ kèm ba cây nữa nè, là gồm có một cây phui da, một cây Mary và một cây của dòng Taylor nha. Rồi ok, ba cây ngoại hình rất đẹp luôn đó, không nứt bể cán gì nha. Thì chiều dài của cây này ấy, dài được 16 cm, 16,5 cm nè, và cây này mũi nhọn lại dài được 16 cm nè, và cái cây cắt xéo này nó dài được khoảng 13 cm nha. Rồi ok, em sẽ quay từng cây nè. Cây này rất đó, ngoại hình như thế này đây, nó chỉ cứng nhẹ chỗ này thôi đó. Rồi ngoại hình đây nè, nhàm răng quá nè, thấy không, rất đẹp luôn nha, không dập dạp nha. Rồi phần cắt điện em chú xem luôn nè, chỉ điện đôi nè nha, bỏ dây bấm nè, thấy không, một cái đứt nha, cực kỳ bén không hở nha. Rồi một cây, cây thứ hai cũng vậy, là cây mỏ nhọt về phần răng này, thấy không, thấy không? Cực kỳ đẹp nha. Rồi nhằm cắt của nó khít nha. Đó. Cán cây cây này thì nói chung là cán cán của nó thì không nứt bể gì luôn, cây này của Mary đó, mấy chú là thích gì lấy nhám chạy sơ sơ cho nè, rất đẹp luôn. Rồi cái thứ ba là cây phui da nè, cây này là nó tròn bo tròn luôn nha, để mình đưa vô mình cắt những gì điện sát sát tường hay gì là sát sát mặt liền luôn nha. Thì cái cây này nó đây, cái cây này như này cán không bể nha, không nứt không bể gì luôn. Đây em bấm cắt nè nha, một cái đứt, cây này được có một cái nó bén cực kỳ luôn nha. Đó, rồi ok, ba cây giá 300.000 nha, ba cây giá 300.000 luôn đó. Rồi rồi tiếp theo nữa em lên một cây mà ốc chết mã số 7 nha, mã số 17 giá 200.000 nha. Rồi cây này rất đẹp luôn, cây này đến từ thương hiệu là Angela nha, Angela nè. Rồi ok, ngoại hình cán thì đẹp nha, không có lỗi lầm gì hết. Thì nó mở ốc chết là nó có một cái mương ở giữa này không, để mình kẹp những con ốc mình mở ra nha, đó rồi mở như này đó, và rất đẹp luôn, không có lỗi lầm như răng cổ này không, nó dính này em vệ sinh nó dính nước xíu á thì nó hơi đổ màu này không đó, rất đẹp luôn nha, không có lỗi lầm gì hết, cầm rất là êm tay mà mềm mại luôn nha. Thì cái cây này chiều dài của nó là được 16 cm nha, giá 200.000 cây kèm Angela này nha. Rồi mã số 17 giá 200.000. Rồi mã 18 là em lên đồ bonsai nha, lên một cặp kéo nè, cặp kéo này là kéo tỉa dâm với tỉa đọt lá nha, giá 300.000 cho hai cây. Thì đầu tiên á, là một cái cây tỉa dâm dài, mình cắt những cái vòng lá, cắt những cái mình gọi là tầng của bonsai mình đó, mình cắt mình tỉa cho nó tròn ha, nó bén cực kỳ luôn. Cầm được giấy này đâu rồi, được giấy này đâu rồi. Rồi đây mình có thể cắt giấy này ha, bén cực kỳ luôn nha. Đó cái cây này tỉa dâm này thấy không, đó rất là bén luôn. Cây này là thân tròn nha, chứ không là thân vuông nha. Đó cây này nó không có chữ đó, để giá rẻ luôn, hai cây giá là 300.000 nha, hai cây luôn. Cây này thì nó có cái một logo này. Đó, ba cây giá, hai cây giá 300.000, mã số 18 nha. Rồi mã 18, ba cây hai cây 300.000. Rồi mã 19 nha, là em lên một cái kéo tỉa dâm của dòng ARS giá 250.000 nha. Đó, cây này thì đến với ARS nè, lưỡi đẹp cực kỳ luôn, ARS ha. Cái cây này là loại xo rin khóa rin nha. Đó, dính vệ sinh dầu nó hơi dính thôi, xuống cầm nó dễ ha, lâu rồi sơ sơ cầm nó dễ. À, nó bén cực kỳ ha, giấy luôn nha, nè, à, nó bén ngọt luôn nha, đó, ha, không mẻ gì luôn nha, rồi tay bén cực kỳ luôn, đó, hàng bãi về quá ok rồi, cây này tỉa dâm nha, thì cái cây này chiều dài của nó là để đo cái lưỡi đây, cái lưỡi nó phải được 6 cm nha, tổng giờ là 20 cm luôn, cây này giá 250.000 nha, mấy chú mình mua về làm bonsai mình tỉa dâm cái cành rất ok luôn nha, đó, cắt cành cũng được nha, rồi ok giá là 250.000. Mã số 19.
Rồi mã số 20 là một cái kèm cắt cộng lực cắt cáp, cộng lực cắt kẽm nha. Cái cây này nó là đến từ thương hiệu là đóng chữ là nó đến từ thương hiệu Paul đó, Saben. Rồi ok, ngoại hình ở đây rất đẹp. Nó làm bằng kim loại luôn nha, chứ không phải là nó làm bằng cái nhựa như thằng MCC. Thì cái cây này nó rất đẹp luôn, chưa xài luôn nha, chưa có một dấu cắt luôn nè. Ha, đó, rồi em sẽ bóp sát cho mấy chú xem nha. Khít cực kỳ luôn, mình có thể cắt được khủng tóc luôn nha. Thì cái cây này á, thì mình cái khóa này nè, nó sẽ ghi chữ lock và pen. Đó, rồi. Mở ra, kéo xuống. À, kéo xuống như thế này nè. Đó, kéo xuống nha. Là mình mở ra mình cắt. Đó, là so cực kỳ căng nha. Đó, không. Căng cực kỳ luôn. Đây là có một nút tăng chỉnh cái độ chạm lưỡi của nó nha. Đó nè. Đó. Rất là ok luôn, không có lỗi lầm gì hết nha. Nó là so cực kỳ căng. Cái này như mới luôn, chưa xài luôn nha. Thì cái cây này giá là 220 ngàn nha. Khóa lại nè, mình cứ bóp vô và đẩy cái chốt lên. Rồi, đó. Rồi, giá là 220 ngàn nha. Rồi. Rồi, mã số 20. Rồi, tiếp theo mã 21 là một cái cắt kẽm bonsai nha, giá 350 ngàn. Đó, cái cây này bãi nó về nè. Mấy chú nào mình làm bên bonsai mình biết rất là rành cái cây này luôn nha. Giá 350 ngàn thôi nha. Cây này nó không có chữ nha. Đó nè, không có chữ nè, đẹp cực kỳ luôn, lưỡi nè. Thấy không? Rồi, hai cái mũi đó nè. Em sẽ quay hai mũi nha, bóp sát vô nha. Đó, rất đẹp luôn nha. Thì cái cây này bên Nhật nó xài nó có nhúng nhựa nè, nhúng cán nè, cầm cho êm tay nha. Đó, thì mấy anh chú nó thích thì về lột ra, không để gì vẫn được, thì cán nó cũng hơi bị cứng cứng bậy bậy xíu thôi, thấy không? Đó, nhưng mà thực ra nó còn rất là ok thì em để riêng gì luôn. Đó, cái cây này cắt kẽm nha. Đó, cắt bonsai đó. Rồi, cây này chiều dài của nó là được 20 cm nha. Rồi, cây này giá là 350 ngàn luôn. Đó, mấy chú nào làm bonsai nhìn cái cây này rất là đẹp nha. Rồi, mã số 21. Rồi, tiếp theo mã 22 là một cái cặp xéo. Cặp xéo giá 400 ngàn nha. Cây này không có chữ luôn. Đợt này về đồ nó như thế này nè. Đó, ngoại hình nè. Nhàn quá ha. Rất là ok luôn, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó, chốt rồi ha. Đầy đủ luôn. Đó. Rất là ok luôn nha, không có lỗi lầm gì luôn. Vì cái cặp này nó dài là được 20 cm luôn nha. 20 cm luôn. Rồi, cây này giá là 400 ngàn nha. 400 ngàn luôn, cây này nước gam đen nó còn trên này luôn ha. Rất đẹp luôn nha. Rồi, giá 400 ngàn. Rồi, mã số 23 giá 350 ngàn là một cặp kéo nha. Rồi, một cái kéo bướm và một cái kéo đuôi cá. Hai cái cây này chưa xài luôn nha. Này bãi về nè. Thì cái nước gam đen của nó trên này còn luôn, mấy chú thấy rõ không? Đó, có chữ nghĩa đầy đủ hai bên nè. À, hai bên nè. Chữ nghĩa đầy đủ luôn nha. Đó, thì cái cặp này rất đẹp luôn. Thì nước gam đen vẫn còn hai bên luôn ha. Đó, lưỡi chưa có qua mài hay là chưa xài luôn nha. Bãi nó về thì chỉ có ten ten đổ cái màu, thì bên Nhật là cái chỗ này nó sẽ trắng. Nó mài trắng luôn thì gặp nước mưa nhiều nó sẽ đổ màu thôi. Nhưng mà em về em chỉ về thì rửa dầu thôi, em cũng không có can thiệp gì tới phần lưỡi nha. Bán cực kỳ luôn. Đó. Cái kéo đuôi cá cũng vậy. Đó ha, em về chỉ vệ sinh thôi, lấy cọ mình rửa thôi. Chứ em cũng không có chà như nhám hay chà cước vô, nếu mà chà cước vô nó phim phạm vô cái lưỡi nó sẽ cùn liền nha. Thì đó, em sẽ không để riêng gì luôn. Đó, rất đẹp luôn nha. Thì chiều dài của cái cây này á, là nó được dài được 16 cm nè. Và cái kéo bướm này á, cái mũi nó không là 6 cm mà dài là 18 cm nha. Rất là bén luôn. Chắc. Bén cực kỳ nha. Đó, khỏi chê luôn. À, giấy này, thì giấy mình cầm rất là bén nha. Ở đây nó có một cái mỏng lỗ này để mình cắt những dây dây nhựa lớn nè. Đó. Đó, rất đẹp luôn nha, chữ nghĩa đóng rõ ràng luôn. Rồi, cặp kéo này giá là 350 ngàn nha. Đó. Rồi, tiếp theo mã số, đây là mã 23 nha, 350 ngàn. Rồi, tiếp theo em lên mã 24, 150 ngàn là một cái kéo bướm luôn. Kéo bướm mà nó có nhúng nhựa nè, nó có nhúng nhựa nha. Đó, nhúng nhựa nè. Cái cây này từng trước em có bán mà em quên quay về cái cây này luôn nè, để riêng ra luôn nha, để bán lại nè. Hồi xưa em có bán nó nhưng mà em không có quay tới cái này nè. Thì sót cái cây này giùm quay lại nè. Giá 150 ngàn. Cây này nó có một cái logo chữ ở bên này nè, chữ M nè. Đó, để mà tan màu nữa nha. Từ phần lưỡi bén cực kỳ luôn. Có một cái kéo bướm với lọng nhựa nha. Đó, mua về làm cá, làm đồ hay là mình cắt cái gì cũng được nha. Nó bén ngọt cực kỳ luôn. Thấy không? Khỏi chê luôn nha. Rồi, cái này nó là giá 150 ngàn nha, cho cái bướm này. Đó, rất đẹp luôn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo nữa em lên một cái kéo
cây này em cũng biết nó tỉ dâm hay là nó để làm bếp nữa. Thì nó là cán nhựa nha, nhưng mà nó đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ nha, Magic Squid nè, Squid Magic nha. Thì cái cây này lưỡi rất là dày luôn, đồi lưỡi nó dày còn hơn cái bướm nữa nha, lưỡi đẹp cực kỳ luôn, không mẻ không dâm nha, bén vô lam luôn nè, bén cực kỳ luôn. Mấy mấy chú mình mua về mình sưu tầm, mình chỉ dâm cây bonsai hay là mình cắt diễn được nha, nó bén cực kỳ luôn, nó đến từ thịt của Thụy Sĩ nha. Squid Magie đóng hai bên chữ luôn nha, đó cái cán này cũng đóng hết đó, bên này là cái thương hiệu của nó nè, đó nó có chống trượt nha, nó chống trượt cho em nghĩ là để làm bếp thôi. Rồi ok, cây này giá là 200 ngàn nha, 200 ngàn cho cái cây mã 25 này. Rồi mã 26 là em lên một bộ được khắc chữ nha, chơi khắc khắc gỗ nè, giá 150 ngàn nè. Đó rồi ok, ngoại hình nó như thế này đây, kéo xuống cái này nó bằng giấy nè, cho nên vệ sinh là sẽ bị chóc hết nha. Đó kéo xuống này, ở mặt sau nó đóng chữ thấy không. Đó rồi không bể nước gì nha, mở ra đó, cái gồm có những cái mũi này là mũi chữ V nè đó, rồi mũi này là mũi mũi như cái móng tay vậy mà mũi nhỏ nha, đó lưỡi hơi xét xét thôi vì bãi mà về chưa kịp vệ sinh cái bộ này. Rồi mũi xéo nè, để mình khắc tay mình cầm mình khắc nha. Rồi mũi bằng này, như cái đục nha, y chang cái đục luôn nè. Rồi tiếp theo là một cái mũi như cái móng tay mà lại mũi lớn nha, thì dạng như mình đem về mình khắc á, mình khắc những cái từ gỗ gì đó mình cầm mình khắc bằng tay nè, nó bằng cao su này, cầm rất là êm tay luôn nha. Thì cái bộ này giá là 150 ngàn thôi nha, đó rất là tiện dụng luôn, thép nhật thì xài ngon lắm. Rồi tiếp theo nữa em lên đây là một cái mã 26 giá 150 ngàn nha, 26 giá 150 thôi. Rồi tiếp theo mã 27 là 350 ngàn là một bộ phay gỗ nha, khoét gỗ nè. Thì cái bộ này nó chưa xài luôn, nó còn trong cái hộp như thế này luôn nha. Đó nè, trên này nó sẽ ghi rõ cho mình để mình sử dụng gì, phan gỗ này không đó, những đây mình sẽ khoan như thế này đây đó, ở trên này thì nó sẽ ghi cụ thể hơn đó. Thì cái bộ này em sẽ rút ra nha, cái bộ này về cũng chưa vệ sinh nữa, cũ sạch có nói sao để vậy luôn đó. Đây em sẽ mở ra nha, đây à nó còn một lớp nữa nè, trời ơi mấy người bên Nhật họ kỹ ghê đó. Thì ra ở trong nó có những gì đây, ở trên này nó sẽ có một cái mũi phát gỗ này, nó có một cái mũi thay thế nè, mũi thay thế là một cái lục giác nha, đây một cái lục giác này đây để mình mở những cái con ốc này ra nè, đó đó để mình mở ra để mình kéo ra kéo vô nè, để mình tăng chỉnh theo cái độ mili của nó trên này nha. Đó chẳng như cái cỡ khoét gỗ tay nắm cửa đồ đó, nó sử dụng mấy cái này nè, hay là la phong thạch cao để mình nhét những cái đèn á, thì mình sẽ tăng chỉnh bao nhiêu thì sẽ cố định bằng lóc lại bằng cái lục giác này đó. Còn cái mũi này nè để mình mở ra để gì, để mình thay thế cái mũi này, chẳng như mình sử dụng gỗ thì mình sử dụng này, còn những hạn mình sử dụng mũi để mà mình phay những cái lỗ khác á thì nó sẽ có mũi này đó, nó sẽ cua theo cho mình nha đó, rồi rất là tiện dụng luôn đó. Bộ này nó là giá là 350 ngàn nha, mới chưa xài nha. Rồi 350 ngàn mã 27 nha. Đó thì khi nào anh chú nào mua thì em sẽ ráp lại nha, bây giờ để quay cho nó lẹ chứ ngồi mà ráp lại mất thời gian lắm. Này nó ghi là sử dụng cho máy khoan nha. Đó máy khoan này. Đó không, đây là cái miếng gỗ này người ta đang thí nghiệm cho mình thấy nha. Đó, rồi ok, giá là 350 ngàn, 30 ml tới 120 ml. Rồi tiếp theo là mã 28, em lên một cái kéo cắt tôn của Mitsubishi nha. Đó cái này nó rất đẹp luôn, này Mitsu này. Cái này nó cắt, để em cắt giới thiệu đứt nha. Đây giới thiệu, kiếm được giới khác em. Ui nó bén ha. Cắt bén ngọt ngào nha. Đó thì cái cây này ngoại hình của nó đây. Đó giá 350 ngàn nha. Đó ngoại hình đây, thì bãi về cái chỗ này nó sẽ bị sét nha, còn ngoại hình em rất là trắng tinh luôn. Đó cắt rất là ok luôn nha. Đó cắt không chậm tay, mình cắt nhà tôn nó sẽ nằm dưới đây nè, không đụng tay mình nha. Đó cái cây này mấy chú nào chơi đồ bãi nhiều sẽ biết về cái cây này rất là nhiều luôn. Rồi giá là 350 ngàn nha. Rồi rồi mã 29 là một cái bóng IV vô thùng lắm, cái đồ IV em lắp mũi IV. Rồi ok, giá là 350 ngàn nha, cây này đến từ thương hiệu Top nha. Đó Top rất đẹp luôn, đó nó dày dặn cực kỳ luôn. Đó cái khóa nằm đây nè, đó thì nói chung cái khóa nó mất rồi thì bên bãi nó lấy cục về bên Nhật nó sẽ lấy sợi điện cột như thế này thì em về em để đi luôn đó, nó sẽ có một sợi dây móc qua đây nè, nhưng mà mất rồi thì em bên Nhật nó chế sẵn luôn nè. Chứ ai em Việt Nam chẳng ai thèm chế sợi điện kỳ lắm chứ đâu. Đó rồi em sẽ rút thử nha, đây em sẽ rút thử rút cái mũi rồi nha nè.
Ấm nha, thấy không, một cái nữa xù lại nha. Và cái thứ hai nè, và cái thứ ba nè, giờ rồi ok, đây mũi đây rồi ok. Cây này giá là 350.000 nha, mã 29 nha, một cây bấm IV của top. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 40 a 30 là một cây bấm IV của dòng Nhật nè, đó tên ở đây, chữ Nhật đây đó, thông số nó sẽ ghi rõ ràng đây đó, rất đẹp luôn, không có lỗi lầm gì luôn nha, mũi đầy đủ nha, to nhỏ nè, thấy không. Rồi ok, cây này thì cái khóa của nó cũng như thế này đi, bên Nhật nó cũng cột như thế này luôn nè, thấy không. Rồi ok, 350.000 mã 30 nha, em sẽ bấm thử nè, đút vô. Rồi đây mũi đây, một cái nè, đó là xoắn rất căng, hai cái này, hai cái là bung nha. Rồi ok, hai cái là bung. Rồi ok, cái này nó là 350.000 nha, 350.000 cho cái bóng IV này nha. Rồi tiếp theo là em lên mã 31 là một cây vít chỉnh lực nha, đến từ thương hiệu của là Tonichi luôn, cây này giá 500.000 nha. Cây này ngoại hình rất đẹp luôn, đó chữ ok Japan này ha, đó cây này rất đẹp luôn, ở trong vàng ươm nha. Đó cây này lực của nó là ở trên này nó có ghi nè, lực của nó đây 450 500 nha, lực giải được 500 nha, thì đó nó chỉnh rất ok luôn, không có lỗi lầm gì hết nè. Khoan từ để em sẽ xít nó vô, xít nó coi lóc à, mở ra nè, đó xít vô nè, đó xít vô lực nó căng hơn nha, đó mở ra nè, đó giải lực nè, đó nha. Ở trên này sẽ đóng là Tonichi Masen Saben, đó giải lực là 500 nha, Newton. Rồi đây là nó sẽ có nút là mở là khóa lại nha, là mình sử dụng nè, khóa này cho mình mở ra một cái lực kéo nó qua thôi nha, đó kéo qua kéo lại nó qua lại nha. Rồi xích vô nè, đó kéo qua nó khóa lại nè, mở ra mở vô nha. Rồi ok, cây này nó xài mũi thông dụng nha, nhạy mũi bắn tôn đồ mình sẽ được ok hết nha, mũi rất là tự do, mình xài rất là thoải mái, không sợ kén mũi nha. Rồi cây này giá nó là 500.000 nha, một cái dứt chỉnh lực. Đây cây này chiều dài của nó là em không đo mũi nha, là được khoảng được 15,5 cm nha. Rồi ok, cây này giá 500.000 nha. Rồi rồi tiếp theo mã 32, một cái kéo bếp, một cái kéo hồ lô giá là 200.000 nha, mã số 32. Thì cái cây này ngoại hình nó như thế này ha, cán về nó hiểu chóc sơn thôi, đa số 10 cây như 10 cây, cây nào cũng bị chóc hết, thì bánh chú thích về sơn lại không để diễn được nha. Về phần lưỡi, quan trọng phần lưỡi thôi, lưỡi của nó đây hai bên này, lưỡi đẹp cực kỳ luôn nha, không có lỗi lầm gì hết, bán không mẻ gì luôn nha, nói chung là bán cực kỳ luôn, mình có thể cắt tóc được luôn nha, ha, bán cực kỳ luôn. Thì cái cây này của Nhật nha, cây này của Nhật nha. Rồi ok, cây này giá là 200.000 nha, 200.000 cái kéo hồ lô này mã 32 này. Rồi tiếp theo là em lên một cái kéo nữa nè, một cái kéo hồ lô nữa của Nhật luôn, đến từ thương hiệu là Kai nha. Kai này hãng dao á, ngoại hình thì cán nó màu trắng nè, nó cũng bị tóc nhẹ nhẹ ha, nhưng mà nó đẹp luôn, đó, không có lỗi lầm gì hết nha, đó đó ha, thẳng hàng nha. Rồi ngoại hình cán nè, ngoại hình lưỡi nè ha, đó đó này, phần lưỡi trong này, không có nứt bể gì luôn nha, đó rất đẹp luôn nha, sáng láng luôn, thì cắt giấy luôn nè, nó bé cực kỳ luôn, đó không, không có chê được nha. Rồi về phần lưỡi rất đẹp, cái cây cây thì nó hơi dày hơn Nhật thằng kia xíu thôi, nhưng mà thật ra cái cây này nó ít thấy lắm. Rồi cây này cũng là giá 200.000 luôn nha, đến từ thương hiệu cây nè, mã 33. Rồi tiếp theo là 34 là một cái kéo đuôi cá, nó trong một cái bao da như thế này nè, đó để mình đeo cái dây thắt lưng ở đây đó, mình đeo ha, rất là tiện dụng nha, đó giá là 250.000. đây cái kéo đuôi cá thép trắng, nó bằng thép trắng nha, có chữ nghĩa đầy đủ nè, đó nè, lưỡi nè, không mẻ nha, đó nó chạy hai lớp thép nè, anh chú thấy rõ không, đó nó chạy hai lớp thép nha, đó ngoại hình của nó rất là ok luôn. Rồi bén cực kỳ đúng không. Rồi ok, cây này giá là 250.000 nha, đó đi kèm với một cái bao da thế này nè, da thiệt nha, đó rồi ok, giá là 250.000 cho một cái thép trắng này nha. Rồi rồi mã 35 là một cái còi xịt khí, cây này đến từ thương hiệu Nhật nha, Masen Saben nè, nó là thương hiệu Kinki nè. Rồi cái cây này thì giá 200.000 nha, đó test rồi ok, không có lỗi lầm gì luôn, đó xài rất là ok luôn. Rồi
200 ngàn. Đó, nó bị tróc sơn cái này xíu thôi. Đó, giống như bên Nhật họ cầm cái này nhiều thấy không? Đó, sẽ tay chạm nhiều là sẽ nó sẽ tróc sơn thôi. Đó, ngoài hình thì ok hết, không xì sọt gì nha. Em thử test rồi nha. Rồi, cái này giá là 200 ngàn. Rồi, tiếp theo là 36 là một bộ lục giác nha. Một bộ lục giác nè, của Nhật này. Rất đẹp luôn. Bộ này giá là 350 ngàn nha. Bộ này nó gồm có mũi là... Đây, bộ này chưa xài luôn nha. Nó gồm có 2 ly, 3 ly, 4, 5, 6, 8, 10, 12, không có 7 nha, không có 9 nha, không có 11 nha. Rồi, ok. Đây, mũi đây. Đó, em sẽ mở ra như này đây. Em sẽ quay cận cảnh hơn cho cái bộ này. Đây, cái mũi mà dạng như cái mũi này là mũi ly. À, mũi 2 ly. Đây là cái mũi 2 ly. Rất đẹp luôn nha. Không có lỗi lầm, chưa xài mà. Đó, một mộ nè. Mũi nè. 2 mũi nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mũi nha. 2, 4, 6, 8 nha. 8 mũi. 8 BC, 8 sản phẩm. Rồi, đây những cái lớn nè. Nói chung là cây lục giác Nhật đó, nó sẽ đóng rất là rõ gì luôn nè. Đó, 12 ly. Japan. Đó, chưa xài nha. Nước gam đen còn thua luôn, đen thua luôn nha. Đó, mua về bên chú để dành xài rất là ok luôn. Bộ này rất là nặng nha. Thì cái cây này á, đó là tên thương hiệu là Dia, Dia cây. Rồi. Rồi, bộ này giá là 350 ngàn nha, bộ lục giác này nha. Đó, cầm lên rất là tiện dụng, rất là nặng luôn nha. Rồi, giá 350 ngàn cho bạn 36 này. Rồi, tiếp theo em lên 37. 37 á, là một cặp thước ke gốc nha. Một cây 90 độ và một cây 45 độ nha. Thì cây 45 độ nó sẽ đóng cái hình cái chữ Homa. Sẽ đóng cái chữ Homa hình con rồng ở đây nha. Nó sẽ chạm con rồng rất là tỉ mỉ này nha, nhìn cái rất là đẹp luôn. Cây này góc 45 độ nè, con này cây 90 độ nè. Thì cái cây này đến từ cái thương hiệu Sinh Hoa luôn nha. Đó, hai cây rất đẹp luôn. Ở bên này thì không đóng gì hết, nó chỉ hình con rồng thôi. Nè, nhưng mà phù hợp cho mấy chú nó là bên kiếm nhôm hay là bên thợ sắt á, là mình ke những cái gốc, mình cắt gốc, cắt gốc như thế này, cắt gốc nè. Đó, để mình khép vô là cái cặp nó vô nhau, nhìn thấy không, rất đẹp luôn. Đó, bộ này rất là ok, nó tiện dụng luôn. Rồi, bộ này giá là nó được là 250 ngàn cho bộ 37 này nha, mã 37 nha. Thì cái cây này nó dài được 10 cm đó nha. Cái này nó là 15 cm chứ. Nè, đúng rồi, cái này nó sẽ 15 cm. Còn bên này nó đúng ta. Ờ đúng rồi, 15 cm. Đó, 10 nè. 15 cm nha. Đó nè. Từng gạch gạch nữa không? 15 cm ha, ri rõ luôn nha. Rồi ok. Bộ này giá là 250 ngàn cho mã 37 nha. Rồi. Rồi, mã 38 là một cây gốc luôn. Giá 450 ngàn của dòng Somax nha. 450 ngàn. Thì bộ này á, là nó bằng nhôm. Chạy như đây nó ghi số mắt này không, hai cái số mắt hết luôn nha. Rồi, bộ này phù hợp cho mấy chú nào mình làm bên nhôm hay là sắt gì cũng được, để mình ke góc vô, mình xiết cái này vô như một e tô vậy đó, đó mình xiết nó vô đó để nó cố định hai góc như này nè. Bên nhà cây sắt mới đặt như thế này nha. Đó, mình xiết ép nó vô nó sẽ thành góc 90 độ nha. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó, thấy không, rất là tiện dụng luôn. Đó, đây có một cái mương đó nè, để mình đặt cây 45 độ nha, đặt ở đây. Đó, rất tiện dụng luôn. Đó, xong mình chỉ ép nó sát nó vô thôi, mình đẩy sát nó vô, cái ngàm rất là lớn luôn, đẩy sát nó vô để mình xài rất là ok luôn nha. Đó. Rồi, một cặp này giá nó là 450 ngàn nha, 450 ngàn mà 38 nha. Đó, cây này thì hơi bị chóc sơn nhẹ thôi, thì mấy chú thích thì để gì không xì sơn lại nha, số mắt nha, đến từ thương hiệu số mắt này. Rồi, 450 ngàn cho mã 38 nha. Rồi, mã 39 là một cây cần 8 số nha. Đây gọi là cái cù lẳng, cù lẳng bò nè. Đó, nó là 400 ngàn, mã 39. Cây này đến từ thương hiệu Tút nha. Tút nè. Đó, ở trên này nó sẽ ghi thông số cho mình nè. Là ốc 10, 12, 13, 14 nha. Mili. Ở bên này là 17, 19, 21, 22 mili. Đó, rất tiện dụng luôn. Japan. Nha, yeah. Rồi. Ok, cây này nó về chung là về nó ít lắm. Nhưng mà đa số về nó hay bị đen. Đó, rất tiện dụng. Như mình đặt vô cái con ốc này, mình chỉ cần mình mở thôi. Đó, cù lẳng nè, không. Bên này sẽ ốc lớn. Như cái như một cái cây này mình có thể sử dụng được 8 số nè, 8 loại ốc nha. Rồi, ok, cây này giá nó là 400 ngàn cho cái cây cù lẳng này nha. Đó, rồi, cái cây cần 8 số này, mã 39. Mã 40 là một cây mổ lết thường nha, đến từ thương hiệu là Igo nè. Giao dịch đầy đủ nha, 250 mili. Về ngoại hình của nó giá là 220 ngàn mã 40. Thì cái cây này á, đây, ngàm răng của nó thấy không. Đó, em sẽ lột cái cây này ra nha. Đây, đây đang ở đây. Thấy không? Rồi trơn tru hết nha, không có lỗi lầm gì hết nha. Đó, rồi ok, mặt trong ở đây nè. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đó. Cái này rất đẹp luôn, khỏi chê luôn.
Đó, mua về xài mở đồ ốc rất là ok luôn, như hàng Việt Nam về xài thời gian rơ đắt dữ không, không nghe kêu nha. Rồi ok, cái này giá là 220 ngàn nha, cái mã 40 này. Rồi tiếp theo em lên mã 41 là một cây mổ led Paco nha, của Thụy Điển nè, mã giá 400 ngàn. Cây này là 12 inch nha, 12 inch này em sẽ đo nha. Cây này 12 inch của nó nhật là khoảng 3 tấc nha, cây này 3 tấc nha. Đó, 12 inch, cây này của bác của Thụy Điển nè, máy da Swindon nha, Paco 12 inch. Thì bên này đóng ngoại hình rất đẹp đúng không, nhìn bóng cực kỳ luôn nha. Thì cái cây này á, về phần răng, cái cây này thì nó rất đẹp nhưng mà nó có một cái lỗi nhỏ là bên Nhật họ hàn lại cái chỗ này, con ốc nó sẽ bị chạy ra hay sao đó. Nó sẽ Nhật nó chấm lại luôn nè đó, mấy chú nó thích về mài ra, không thì để gì cũng được nha, nó khỏi rớt ốc ra, còn không thì mài làm sao nó đẹp nha. Thì cái cây này á, đây về phần ngàm quá nè, em sẽ xí xác cho nha, đó nó cứng nhẹ cho này thôi, bên này nhìn nè đó, rồi mở ra, mở ra đó. À, rất là ok luôn ở trong nè. À, rồi ok, cái này giá là 400 ngàn nha, 400 ngàn cho mã 41 nha. Rồi cây 3 tấc nè, 12 inch. Rồi tiếp theo em lên một cây mổ lết siêu cứng của top nha, một cây theo gọi là mổ lết siêu cứng đó. Thép cứng, thép siêu cứng đó nha, là màu đen nè. Cây này là size 250 mm nha, là 2 tấc rưỡi đó, chiều dài quá nè, 2 tấc chứ, 2 tấc 1 chứ. À, cái này 2 tấc 1 rồi, giá là 250 ngàn nha. Cái này là ngàm 29 nha, 200 mm nè, đó ngàm 29 đúng rồi, xa bên bên top nè. Đó, nó có một cái cục u như thế này, ở trên này nó sẽ có bánh xe, nó sẽ chia đôi ra nha, nó chia đôi ra như phần nước bể gì nha, để chống bó nha, rồi chống bó đó. Thì cái cây này rất đẹp luôn, thì ngàm nó gọi là ngàm lớn đó, top là ngàm lớn rồi đó. Thường thường là 200 mm ngàm nó như thôi, nhưng mà cây này ngàm nó bộ ngàm nó tới 29 mm lượng nha. Đó, gần 3 3 gần gần 3 cm nha. Đó rồi, ok. Đó, trơn tru nha, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó. Rồi, cái này giá 40.000, mã 42 giá 250.000 nha. Rồi. Rồi, tiếp theo em lên một cái kìm chết nha, gọi là kìm bấm á. Kìm bấm gọi là kìm chết đó nha. Nhiều người gọi kìm chết rồi, như em gọi là kìm bấm đó nha. Cái này giá 450.000, mã 43, cây ngoài hình rất đẹp chưa xài luôn nha. Cây này của Nhật nè. Đây nó sẽ đóng thương hiệu, tên thương hiệu là Kakutaha Visor đó, Tokyo Shina Yawa Omachi. Rồi ok đó, rồi kéo nha, đó bấm này ha, mở ra rất là ok luôn, về phần răng nè đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi đó, bấm vô ok hết nha, không có lỗi lầm gì luôn. Đó, cái đề cái kìm chết thủ công của Nhật nha. Đó, ngoại hình rất ok luôn. Đó. Rồi, cái này chiều dài của nó là được 20 cm nha. Tới cái chỗ cái tay là 20 cm. Rồi, ok, cái này giá là 450 ngàn nha. 450 ngàn cho một cái kìm chết này. Rồi, tiếp theo là em lên một cái kìm chết của Mỹ nha. Kìm bấm của Mỹ nè. Đó, cái này của Virip nha. Nè, Virip nè. Đó, cái này là của Mỹ chính cống nha. Đó, Mỹ này nhìn hết sản xuất rồi nhưng mà hàng cũ không à. Rồi đây nè, dưới đây nè ha, thì nó hơi bị ten ten ha. Cái cây này á, là nguyên lý của nó là để kẹp ống đồng nha, phù hợp cho mấy chú nào làm bên điện lạnh hoặc là mua về sưu tầm bộ vây rip thì nó là nó đó nha. Đây nó là em bấm như nó mở ra nè, nó chỉ một cái lợi như thế này thôi và một cái cây sắt cái tròn như thế này thôi để mình bấm cái ống đồng cho nó dẹp lại phải không. Đó nè, bấm lại không, dẹp lại nha, rất đẹp luôn. Đó, cây này ngoại hình cây này nó dùng vây rip, dùng vây rip mà giờ chuyển kiếm những cái cây mà trắng thì rất là khó, đa số nó về đúng đen lùi không à. Nó sản xuất rất là lâu rồi. Đó. Ốc ác rim hết luôn nha. Đó nè. Đó. Cây này chiều dài của nó là được 18 cm nha, 18 cm. Thì cái cây này là giá 450 ngàn luôn. Nếu mà cái cây này nếu mà kìm chết mà lại mà có răng á thì cái cây này đẹp phần trăm cỡ này nó dao động khoảng từ 1 triệu lên xuống dưới nha. Đó. Cái cây này là kèm răng tròn đó, cho nên là cái cây này giá 450 ngàn luôn. Rồi rồi tiếp theo nữa em lên mã 45. 45 là một cái cây bấm cót nha, bấm cót của Lotter giá 350 ngàn, mã 45 Lotter nè. Đó, bên này nó sẽ đóng chữ Lotter nữa ha, đó rất đẹp luôn. Thì cái cây này mũi nó sẽ bấm từ lỗ 2.1.25, 2.0, 5.5 và 8.0 nha.
đó, rất là thông dụng luôn. Thì cái cây này bấm nè, nghe cái cạch không, thì bấm vô sát thì nó cứ thả ra, nó sẽ kêu ra ha. Đó rồi bấm vô này. Đó, như thế này thì mình không thể nào kéo được nha, thì bấm sát cái luôn đó, bấm sát cái thì nó bung ra nha. Đó đó, làm vậy đó. Rồi ok, cái này giá là 350.000 nha, mà 45 thì dài của cái bấm cốt này nó là được dài được 27 cm nha. Rồi cái này giá 350.000 mà 45 nha. Rồi cái này rất là nặng luôn. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 46 là một cái kìm bấm cốt của Nhật, của dòng Minoru Kogyo đó, thương hiệu giống như Marvel vậy nha, cái logo là Marvel nha. Thì cái cây này nó sẽ đóng những chữ Nhật nên rất là nhiều mình không hiểu nha. Rồi ok, cái cây này ngoại hình cũng vậy, nó sẽ bấm từ lỗ là đây, lỗ nó sẽ đóng thông số. Bên Nhật thì thằng này là dạng như đồ địa thì nó sẽ không đóng rõ cho mình thông số 10 chấm nè, 8 chấm nè, 5 chấm nè, này là như là 4 chấm mấy á, 3 chấm mấy nha. Rồi cây này bấm cốt lớn nha, dòng cốt lớn nè, thì bấm vô nè, nó sẽ bấm vô kia thả ra nha, cũng tương tự như cái kia, không có lỗi lầm gì nha. Nè đó, không có lỗi lầm gì luôn đó. Rồi ok, cây này giá là 350.000 luôn nha. Đó, cây này cốt lớn nha, cái này dài được 29 cm. Rồi ok, giá là 350.000 luôn nha. Rồi rồi tiếp theo nữa em lên một bộ đục nha, mã 47 giá 1.000.000 nha. Thì gồm có một cây ở ngoài này, cây này rất dài luôn nha, em sẽ mở ra trên này, sẽ tặng cho nó dưới một cái túi đựng như thế này nè. Đó, ở trong này sẽ như bộ đục của nó nha. Đây gồm có 2, 4, 6, 8, 9 cây nha, 9 cây giá 1.000.000 nha. Thì ở trên này em sẽ quay tổng quan hơn. Thì mã 47 nha, 1.000.000. Đây là một cây nục nại nha, để mình nó thế nó cong như thế này nè, chứ nó không có thẳng nha, để nhà mình nại những cái đồ, những cái mộng lớn gì đó mình nại nha. Thì thằng lưỡi nó rất đẹp luôn đó, những như bộ đục Nhật đều là hai lớp thép hết nha, hai lớp thép này không, một lớp hai lớp chạm nhìn rất rõ luôn nha. Đó thì cái cây này đều có chữ hết nha, không rất đẹp luôn. Thì phần cán này, thì nó hơi bị nứt nhẹ cho này thôi đó, nhưng cái cán rất là dài luôn. Cái cây này nó dài tới 35 cm lận nha, 35 cm lận. Thì cái bảng của nó em sẽ đo từ cái bảng từ cái to xuống cái nhỏ nha. Cái bảng của nó là được 3,5 cm nha, 3,5 cm. Rồi ok, một cây. Rồi cây tiếp theo nó là em sẽ lựa những cái lớn, em sẽ đo trước cho. Đây cây này thứ hai nè, là một cái đục, cái đầu nó vát thế này, nó tròn thế này nha, nó rất đẹp luôn. Lưỡi nữa không, đều là hai lớp thép hết nha. Đó, nó vát như thế này nè, nó vắt thế này nè, để mình đục chỉ chạy chỉ nha, chỉ mưa nha. Rồi ok, cây này nó dày được 2,1 cm nha. Rồi rồi tiếp theo nữa là em lên một cây, cây này đi ha, à, cây này nè, đó cây này đi, cây này chữ nghĩa đầy đủ hết nè ha. Rồi cây này nó dày được 2 cm nha, đó mũi rất đẹp luôn đó, không có lỗi lầm gì luôn nha. Đó, cái này những lần đồ đục này là nó sẽ làm những cái này tống để mình test cán nha, những cái cục này mới không có thôi. Rồi tiếp theo nữa, một cây này là cái cây này nó dày được 11,6 cm nha. Đó nha, có chữ nghĩa đầy đủ luôn ha. Rồi đều là hai lớp thép toàn bộ hết, xài rất là sướng luôn, lớp thép cứng lắm nha. Rồi tiếp theo nữa em lên một cái cây này nè, đó 1 cm. Rồi rất đẹp luôn, cây này tem trên cán còn luôn nha. Đó cũng là hai lớp thép luôn. Rồi tiếp theo nữa là một cái cây này, đó thấy không, rất đẹp luôn nha, chữ nghĩa đầy đủ hết. Hai cây giống nhau luôn. Rồi rồi đó, mũi rất đẹp luôn, em còn không. Rồi em hơi đau họng quá, nói nhiều quá hơi đau họng. Cái này cũng ba cây bằng nhau hết luôn rồi. Rồi ok, bộ này 9 cây nha, và đây có một cái đục là đục mương nha, đục móng nè, gọi là đục móng nè, cái này hiếm cực kỳ luôn đó, cái này rất đẹp luôn đó. Rồi ba, tất cả là 9 cây nha, 9 cây như thế này giá nó là 1.000.000 nha.
À, em sẽ bỏ gọn như này lại nha. Đó, gửi kèm cho mấy cái túi này đựng cho nó bảo quản nó không bị hư mũi nha. Đó, và nhưng mà có cái cây già này thì nói chung phải để ngoài rồi. Cây già này tới 30 cm lận cho nên là mình không thể nào mình bỏ vô một cái túi thế này được. Đó, khi đóng hàng nè, khi đóng hàng em sẽ đóng kỹ cho. Đó, một cây đục dài, cây này nó sẽ không làm khâu nha, để mình cầm mình tay mình này nha. Rồi, ok, giá 1 triệu nha. Rồi, tiếp theo rồi em lên mã 48 là một cái cân cầm tay 10 kg nha. Đó, cây này cân cầm tay 10 kg nè. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là nhạy, chính xác cực kỳ luôn nha. Đó. Rồi, ok. Cây này nó nút tăng, đây là cái nút tăng chỉnh độ chính xác của nó nha. Đó, mình xài hạn trên là theo mình chỉnh ngón này nha. Đây, rất là ok luôn. Đó, té xuống ha. Đó, rất trơn tru luôn nha, không có lỗi lầm gì, em cân thử nha. Đó, rồi ok, cái này giá là 250.000 cho cái cân này nha, mã 48. 250.000 mã 48. Rồi tiếp theo rồi em lên mã 49 nha. 49 là một cái mỏ hôm cưa giá 300.000 của dòng số mắt nha. Số mắt này, nó chỉ số mắt đây nha. Rồi ok, cái này bả chỉnh hôm cưa này. Để mình đặt vô nó cưa mình bóp qua bóp lại á để cho nó khỏi bị khít mặt đó nha. Thì cái cây này cái cây mỏ hôm cưa giá là 300.000 nhưng mà 49 nha. Đó, em sẽ quay nhanh cho kịp thời gian. Tại vì nãy giờ nó gần 1 tiếng rồi. Rồi tiếp theo là 50 là một cây cưa gumboy giá 300.000 nha, lưỡi 2.7 nha. Đó, bấm nút này, cái cây này ngoài hình cán thì nó hơi tệ chỗ này xíu nè. Đó, thì em để cái giá là 300.000 nha, thường thường cây này từ 350 đổ lên không dính không dưới nha. Đó, về phần lưỡi á, bấm vô đây, mở ra, phần lưỡi đẹp cực kỳ luôn. Đó. Về phần lưỡi nè không? Cực kỳ dài luôn nha. Đó, lưỡi bén cực kỳ luôn. Đó, rồi đứt tay không? Đó, bãi về thì hơi tan màu thôi. Đó. Cây cưa này nếu mà lưỡi 2.7 thì cái cây cưa này nó dài mà cái này lưỡi 2.4 chứ quên, em xin lỗi nha, lưỡi 2.4. Cái này dài 50 cm nha. Rồi lưỡi 2.4 giá là 300.000 nha. Đó, cây này nếu mà lưỡi đè cán mà không đẹp thì cây này nó dao động thì phải 350 đổ lên không dưới nha. Đó. Rồi, giá là 300.000 cho cây cưa boy này. Đó, lưỡi 2.4. Rồi cái tiếp theo cũng là 2.4 luôn. Giá là 300.000 luôn. Đó, cây này cán được có cái cán nó không bị như móc bên kia, nhưng mà nó bị cứng nhẹ chỗ này thấy không? Đó, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nha, chỉ có chút xíu ở ngoài thôi. Thì bấm ra, bấm vào đây, kéo lưỡi ra. Lưỡi cũng vậy, cũng đẹp cực kỳ luôn, cũng bán cực kỳ luôn nha, không có lỗi lầm gì luôn nha. À, rồi tay, rút tay không? À, đó, bán cực kỳ luôn, bữa em ngồi bấm bấm như này mà rút tay luôn. Rồi ok, cây này cũng vậy, cũng là 50 cm nha, lưỡi 2.4 luôn. Rồi, cây này cũng như là 300.000 luôn nha. Đó, 300.000 cho lưỡi cái cưa gumboy luôn nè. Rồi, rồi tiếp theo mã 52 là cũng là 300.000 luôn. Cái gumball này, cái này cái cán đẹp nhưng mà cái lưỡi của nó là nó bị gãy chút xíu mũi như này nha, nhưng mà bù lại cái cán đẹp nha. Đó, nhưng phần lưỡi của nó thì rất ok luôn. Đó, lưỡi của nó không có mẻ một cái răng lưỡi nào luôn, nó chút xíu mũi thôi. Đó, rất đẹp luôn, cũng là 50 cm, lưỡi 2.4 luôn. Rồi cây này cũng là giá 300.000 nha, ba cây. Mấy chú thích cây nào thì alo em nha. Rồi tiếp theo nữa em lên một cây cưa không phải là thương hiệu gumball nha, nó là thương hiệu của dòng Kaba Sawa Japan. Đó, ở trên này nó sẽ đóng chữ Messenger Japan luôn nha. Đó, ngoại hình cái cây này rất đẹp luôn, cây này giá 250.000 nha, lưỡi 2.1. Rồi, mở ra nè. Đó, lưỡi bén cực kỳ luôn nha, cây này ngoại hình bãi nó về nó sẽ bị ten ngầu thôi, nhưng mà lưỡi rất là ok, không mẻ nha, bén cực kỳ luôn. Đó, giá 250.000 nha, thì cây này lưỡi 2.1. Đó, cây này tổng dài là 45 cm nha. Rồi, giá là 250.000 luôn. Rồi, gấp lại không có lỗi lầm gì hết nha. Đó, rồi tiếp theo nữa em lên một cây cây của dòng Ballet nha, giá 200.000. Cây này đến từ thương hiệu là Ishinoko. Đó, Ballet. Đó, lưỡi 2.1 nha, nhưng mà lưỡi này nó xài chung với gumboy rồi thì khích nha. Đó, lưỡi bén cực kỳ luôn, không có mẻ nha, bén cực kỳ luôn. Rồi tay nè, rất tay luôn nha, bãi nó về nó hơi bị ten màu thôi, bãi nó về hơi bị ten màu nhưng mà sàn rất là ok luôn, cầm cưa thoải mái luôn, có thế, rất là cầm rất là có thế nha. Cây này cũng tương tự như kia, 45 cm nha. Rồi cây này giá là 200.000 thôi nha, tại cái màu nó không được đẹp nhưng mà lưỡi rất là ngon nha. Rồi 200.000. Rồi thứ hai là mã 55 là một cặp cưa, cái dạng tay. Rồi cặp cưa giá 250.000 nha, một cặp cưa xếp nè, cán gỗ nè. Thì cái cây này giá mã 55 thì đầu tiên nó sẽ là một cây cưa la gấp như thế này nè,
lưỡi bén nha, không mẻ nứt gì nha, lưỡi rất đẹp luôn, nó dính đất gì nè nha. Đó, em dám chà chà sợ nó ảnh hưởng tới lưỡi, đang dám chà rồi, ok, lưỡi bén cực kỳ luôn đó, mở ra nè, kiểu cạch nha, đó cầm cưa rất thoải mái luôn. Thì cái cây này chiều lưỡi của nó là dài được 20 cm, tổng dài là 42 cm nha. Đó, mình cưa xong mình chỉ cần bấm cái nút này nè, đó là gặp vô rất là tiện dụng nha. Đó, ok. Rồi cái thứ hai là cái cây này là cái cây hai bản nha. Đó, hai bản, cây này chưa xài luôn, cây này nó chưa xài, cái kia xài rồi, cây chưa xài nè. Cây này tem giá trên nó còn luôn ha. Đó, mở ra. Đó, kéo cặp nha. Thì ở bên này là một lưỡi răng nhuyễn và một lưỡi răng lớn nha. Cầm cưa rất là thoải mái luôn, mình cưa bonsai đồ rất là ok nha. Đó. Về phần lưỡi á 21 cm, tổng dài là 48 cm nha. Đó, mình xài xong mình chỉ cần bấm nút rồi nè. Đó, bấm vô tự nó gặp lại luôn không? Đó, không? Đó, gặp lại rất là ok luôn. Rồi một cặp cưa luôn nha, giá 250.000 một cặp luôn nha. Rồi, một cặp cưa giá 250.000 một cặp, mã 55. Rồi, tiếp theo nữa em lên mã 56 nha. Mã 56 là một cặp cưa nè, giá 300.000 nha. Siki là thương hiệu của Gumboy nha. Đây là tên cái hãng cưa này là Mebaya. Đó, 2 tấc 7, 270 là lưỡi 2 tấc 7 nha. Thì một cặp cưa thì cây này ngắn hơn, cây này nó là thương hiệu nè, Siki nha. Đó, thương hiệu Gumboy nha, thương hiệu của hãng Gumboy. Gumboy là một cái tên của cái cưa thôi, còn cái thương hiệu đó nha. Cái cán gỗ thì nó bị nứt, nó vỏ cái này hơi nè. Đó, về phần mũi thì bị cấn bãi, nó bị gãy nhẹ thôi, cái này hơi gãy hết một răng thôi, không ảnh hưởng gì nha. Đó, lưỡi răng lớn nè, cái này lưỡi 2 tấc 1 nè. Đó, lưỡi 2 tấc 1 nè, thương hiệu đây. Đó, cán gỗ cầm rất là đẹp luôn nha, để mình về mình cưa bonsai rất là ok luôn, lấy lần gặp về xài rất là thoải mái. Rồi, ok, cây này lưỡi 2 tấc 1 nha. Rồi, nó ghi là 210 mm nha. Đó, tem mặt còn luôn. Rồi, cây này cũng vậy, cây này lưỡi 2 tấc 7 nha, lưỡi không mẻ không bể, mũi gì còn nguyên nha, nó bị gãy nè. Đó, nhưng mà cây này còn nguyên luôn nha. Rồi, cặp này giá là 300.000 cho một cặp nha, 300.000 cho một cặp cưa này nha. Đó, rồi. Rồi, tiếp theo rồi em lên mã 57 là một cây cưa sắt của Somax nha. Đây, một cây cưa sắt của dòng Somax nè. Đó, rất đẹp luôn, cây này ngoại hình rất ok luôn. Đó, giá là 300.000 nha. Đó, mấy chú nào mua thì em tặng thêm hai lưỡi Nachi nữa nha, giá 300.000. Thì cái cây cưa này nó sử dụng hai thứ thông dụng, nó sẽ dùng hai dòng lưỡi, lưỡi ngắn và lưỡi dài. Cái lưỡi này á, là dài dạng như là lưỡi 26, nó có thể sử dụng lưỡi 30 luôn nha. Đó, hạn như mấy chú mình mở về á, mình thay lưỡi dài hơn á, thì còn mở ống này ra, mở ống trên này ra nè. Đó, lấy lưỡi này ra, xong rồi mình mở ống này ra, mình thục cái cán này về đây, vô cái lỗ này mình siết lại nha, thì cái cưa sẽ dài hơn tầm này nữa nha. Đó, nó dài hơn này nè, dài hơn khoảng 10 cm nữa nha, thì cái lỗ này qua lại 10 cm nè. Rồi, ok, cái này thì nó bằng inox không rỉ nha, rất đẹp luôn. Đó, về cái cán nó bằng nhôm nha, nhôm cứng nha. Đó, rất đẹp luôn, nó giữ ra bên như thế này, số mắt. Rồi, ok, cái này giá là 300.000 nha, cho cái cưa sắt này nha. Rồi. Rồi, tiếp theo nữa em lên để em chuyển cái camera nó qua đây nha, để em sẽ quay cái dàn bên này dễ hơn nè. Rồi, ok, thì bên này đó là bên này đã lên một cái Eto mã 57 nha, một cái Eto mã 57 giá 750.000 nha. Cây này nhàm chưa xài luôn và mặt đen chưa chạm một cái búa này vô luôn nha. Thì cái thân hình của nó ở trên này á, đây là một cái miếng bằng thép nè và dưới đây là bằng nhôm nha, nó đắp vô ha. Nhìn đây là một cái Eto kẹp bàn xoay nha, kẹp bàn mà nó có thể xoay được cái đầu đi nha. Đó, đó rất là ok luôn, hàng hiếm nha. Xài xong mình chỉ cần khóa cái này lên là nó sẽ lóc lại, nó sẽ không xoay nha, ấn mạnh lên đó nó sẽ không xoay nha, cứng cực kỳ luôn. Đây, chén bát đầy đủ luôn nha, chén riêng luôn ha. Đó, này bằng nhôm nha, nó giống như mổ lết nhôm của Nhật của Mỹ gì đó nha. Nhôm rất là cứng luôn. Thì cái này là em sẽ mở nhàm ra, nhàm rất trơn tru luôn, một ngón tay em xoay ra ha. Đó, cái nhàm rộng của mic của nó là để em đo được nha, để em mở hết ra nha. Để mà nhìn cái lỗ này nó ra được bao nhiêu. Rồi, ok, cái này á, chiều dày của nó là cái nhàm của nó mới thể mở được gần 7 cm nha, và cái nhàm của này là nhàm 63 nha, nhàm 63. Rồi, ok, nhàm 63 thì cái cây này nhàm chưa xài luôn nè, có thể không đó, nhàm 63 nha. Đó, đẹp cực kỳ luôn, chưa xài nha, chưa có một cái dấu gì cứng nha luôn nha, và mặt đe của nó chưa có đóng gì luôn nha. Rồi, cái cây này giá là 750.000 nha. Đó,
Đó, 750 ngàn cho một cái eto gạch bàn xoay thế này. Mua về mình làm rất là tiện dụng luôn, mình có thể xoay các hướng được nha. Đó nè. Đó, đây là một cái khóa chốt để mình lock lại nha. Đó, dòng xoay nó sẽ có chốt này. Rồi, em sẽ xoay nó vô nha. Nhàm này, cái thân nó bằng nhôm nhưng mà cái nhàm nó bằng thép nha, chứ không phải là bằng nhôm luôn nha. Đó, nó bằng thép nha. Đó, gắn vô nhàm rất đẹp luôn. Đó. Rồi ok, cái này giá là 750 ngàn nha. Rồi. Bằng nhôm thì nó nhẹ lắm, nó giảm trọng lượng cho mình khỏi phải nặng nề nha. Rồi tiếp theo em lên một cái tô thứ hai. Ui cái này nó nặng tới 4 kg 3 lận nha, 4 kg 2 lận nha. Cái tô này giá là 1 triệu 100 ngàn mã 59 nha. Cái này đến từ thương hiệu Chuco nha, Chuco nè. Thì cái ngầm trượt luôn. Đây chén bát đầy đủ nha. Đó, nhưng mà cái này nó bằng gang nha, nó nặng bằng thép nên nó nặng cực kỳ luôn, nó nặng tới 4 kg 2 lận nha. Thì cái ngầm của nó đây. Đó, ngầm thép, cái này đã qua sử dụng nè. Mặt đe của nó hơi đóng nhẹ rồi nha. Đó, em sẽ mở ra nè. Đó. Đó rất là trơn tru luôn, ngầm trượt trên thanh nha. Đấy, cái kia sẽ bằng hai cốt, còn nó trượt trên thanh này. Đó, mở ra nè, cái này ngầm rất là lớn luôn, em coi cái lỗ ốc luôn. Ui chà, cái cây này ngầm rất là to luôn, mở ra hỏng rất là to luôn. Rồi ok, bây giờ nặng quá cầm mỏi tay luôn á. Rồi cái này mở ra 85 cm nha. Rồi cái này là mở rộng nó 85 và ngầm của nó là ngầm 65 nha, ngầm 65. Đó, nó cũng xoay được luôn nha. Nè, nó xoay nè. Đó, nó cũng xoay luôn nha. Đó, nó có một cái chốt để mình khóa lại này không? Đó, cố định lại cứng ngắc luôn nha. Đó, xoay nè. Đó, xoay nha. Rồi, cái cây này nó nặng, nó là một cái eto cao cấp cho nên nó ngàm nó sẽ ngàm rời nha, chứ không phải là ngàm đúc chết như những ô tô mà eto Lucky hay là có dòng Hoyen màu đen nha. Đó, mình xích vô nó chạy trên đường ray vô không? Đó. Xài cái loại thế này thì không biết bao giờ mới hư được cái eto này. Đó. Rất là trơn tru luôn, em chỉ cần một ngón tay em mình siết vô nha. Đây em sẽ bỏ cái cân em nhá thử đây. Tại sáng em có cân rồi, nó là tới 4 kg 2 lận. Đó, cây này nó tới 4 kg 2 đúng nha. 4 kg 2 đúng nha. Rồi ok, nặng cực kỳ luôn. Ui da, cầm một tay mỗi tay luôn á. Rồi cây này giá là 1 triệu 100 ngàn nha. Rồi mã 59. Đó là một cây tôi kết thúc xoay nha, nhằm trượt. Rồi tiếp theo nữa em lên mã 60 là một cặp đôi chuột nha. Một cặp đôi chuột nè. Thì cặp này giá là 370 ngàn nha. Nó gồm có là hai cây. Một cây là thương hiệu top nha. Thì nó gồm có là đầu 10, 12 là miệng nè. Và 13 nha. Thì hoạt động ok hết. Đó. Đảo chiều lại nè. Thấy không? Đó. Không nứt bể gì luôn nha. Miệng ngàm ok hết. Đó. Đây là một cây 3 số nè. Và bên này là 14, 17 nè, 10, 12, 13, 14, 17 nha, thông dụng ở Việt Nam mình nha, hai cây luôn. Đó, đó, tiếng nè, cây này đến từ thương hiệu MCC nha. Đảo chiều lại nè ha. Không. Không, rất là ok luôn. Rồi một cặp này giá là 370 ngàn nha. Đó, 370 ngàn cho một cặp đôi chuột này, nếu chú mình mua về mình xài, khỏi xài chìa khóa cũng được nha. Rất là tiện dụng luôn, rồi 370 ngàn. Rồi. Tiếp theo nữa em lên một cặp nữa, mã 61, 350 ngàn, là một cặp đôi chuột gồm có một cây Super là cây 1921 và cây này là cây của Super luôn, cây là 13, 17 nha, là bốn số không trùng nhau nha. Thì đây, ngoại hình của cái cây này như mới luôn nè, cái cây này như mới luôn nè, không? Đó, tiếng nè, căng cực kỳ luôn nha. Đó, và cái cây này nè, thấy không? Tiếng căng cực kỳ luôn, miệng ngàm đẹp hết nha, không có dập dạp, cây này mới chưa xài luôn nha, nó dính sơn thôi. Hai cây của Super, một thương hiệu ha, bông mai Super hết nha. Rồi cặp này giá là 350 ngàn luôn nha, 350 ngàn cho một cặp đôi chuột này luôn, bốn số nha. Rồi tiếp theo rồi em lên một cái uống ống đồng của Mỹ nha, giá 300 ngàn. Đó, mấy anh chú nào mua là ống đồng về mình sử dụng cái cây này để mình uống cái ống đồng nó không bị gãy, chứ mình uống bằng tay nó sẽ bị cong, nó bị cúp nha. Thì cái cây này nó của Mỹ nha, nó sẽ đóng chữ cái này nè, Chicago dưới đây nha. Đó, rồi ok, cái này nó uống là cái này cái số 6 à. Đó, cái ngàm của nó uống là ống từ khoảng 6 ly đổ lại nha. Uống từ ống 6 ly đổ lại ok hết nha. Là số 6 nè. Là 6 ly đổ lại nha. Đó, mình đặt trên đây là mình có thể mình uống ha. Đó, uống đồng rất là tiện dụng luôn. Đó. Đó, mưa của đây của Mỹ nha. Cán tay cầm ok hết, không có lỗi lầm gì luôn. Cái này giá là 300 ngàn nha, 300 ngàn cái của Mỹ nha. Cái của Mỹ rất là ít thấy nha, đa số đã thấy của Nhật nhiều mà. Cái này của Mỹ nha.
USA này ha, đóng chữ rõ ràng nha. Rồi. Rồi, tiếp theo nữa là mã 63 là một cái mũ lết đứng nha. Mũ lết đứng nè, đến từ thương hiệu là Senki nè, Saben. Cây này là 280 mm. Cái cây này đã cái ngàm để em siết chưa thử nha. Cây nó rất đẹp luôn. Đây ngoại hình cái ngàm quá nè. Không, đẹp cực kỳ luôn nha. Chưa xài luôn nha. Đó, thì cây này bãi nó về nó bị ten màu thôi. Ten chỗ này thôi xíu thôi. Đó, nhưng mà ngoại hình còn rất là đẹp luôn không? Trắng tinh luôn. Đó, giá là 300 ngàn nha. Đó, mở ra nè. Đó, mình mở ống nước đồ hay là mình mở đồ gì đó mình mở rất là ok luôn nha. Thì cái ngàm của nó là mình mở ra được hết ga là được 75 cm nha. 7,5 cm. Rồi ok. Đó, một cái ngàm rất đẹp luôn. Đó, trắng tinh luôn nha. Đó. Rồi, cây này giá là 300 ngàn nha. 300 ngàn cho một cái mũi đứng này, gọi là mũi đứng này, đứng thế này gọi là đứng nha. Rồi. Rồi. Sinki Saben, đóng chữ Saben nha. Rồi ok, giá là 300 ngàn cho cây này. Rồi, tiếp theo em lên một cái mũi lít răng của Tây Ban Nha nha. Giá 380 ngàn, lại 64 nè. Cây này đến từ thương hiệu châu Âu nha, Tây Ban Nha nè. Saben, nó sẽ đóng chữ Saben đây này không? Em sẽ quay rõ nè, Saben. Rồi, là Tây Ban Nha nha. Cây này là cây 12 inch, là cây này là cây 3 tấc đó nha. Tương đương là 3 tấc. Đây, này Tây Ban Nha đây. Đó, mở ra rất là ok luôn. Đồ của hàng châu Âu nhìn nó rất là mỏng manh ha. Thân nhỏ xíu à, nhưng mà thật ra xài rất là ok luôn. À, lò xo bật nè. Không, rất là ok luôn nha. À, rất là ok luôn. Rồi, phần răng nè. Răng của đây. Đó, phần răng dưới nè. Răng dưới nó sơn còn luôn nha. Rồi, ok. Cái này giá là 380 ngàn nha. 380 ngàn cho một cái bộ lít của Tây Ban Nha nha. Đó, cái này nhưng mà thằng Tây Ban Nha nó hiếm lắm. Đồ nghề Tây Ban Nha nó rất là nhiều, nhưng mà Việt Nhật nó không bao giờ, nó ít khi nó nhập đồ Tây Ban Nha về xài lắm. Đa số hàng châu Âu là như Mỹ, Đức, Anh gì thôi nha. Rồi ok, cái này là của Tây Ban Nha, Sub E60. Đó. Rất là ok luôn, Spain Tây Ban Nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo là em lên một cây của Nhật nha. Đây là cây của Nhật nè, của MCC nè. Cây này giá 300 ngàn nha. Cây này là size 3 tấc 300 mm, giá 300 ngàn. Đây, cây này 6 mã 64 65 nha. 65 thì này là sọ bật ok hết nha. Phần răng cây này chưa xài luôn nha. Đó, nước cam đen còn nè, chưa xài luôn nha, rất đẹp luôn. Đó. Đó. Răng đẹp cực kỳ luôn, rồi nhám tay luôn nha. Nói chung là cây chưa xài luôn nha. Đó, trơn tru không. Đó, cây này 3 tấc nha. Rồi ok, cây này giá là 300 ngàn nha. 300 ngàn cho cái cây mổ lết MCC này nha. Rồi tiếp theo là em lên một cây mổ lết 66 là một cây của MCC dài 6 tấc nha. 600 mm. 600 mm nè ha. Đó, cây này là của MCC của Nhật luôn nha. Đây, này bật nè ha. Đó. Cây này nó rất là lớn luôn. Cây này nó nặng cực kỳ luôn. Giá là 700 ngàn nha. 700 ngàn ngoài 66 nha. Đó, mở ra nè. Đó, mới về được một cây rất đẹp luôn. Đó. Đó, cây này rất đẹp luôn nha, dài 6 tấc luôn nha. Đó. Ngàm rất là lớn, cầm một tay rất là nặng nha. Cây này là nó nặng tầm khoảng 3 ký 3 nha. 3 ký 3. Rồi ok, cây này nó là mở đồ lớn rất là ok. Về phần răng á, phần răng của nó đẹp cực kỳ luôn, không mẻ một cái răng nào luôn. Hàng nói chung là mổ lết em phải tuyển chọn từng cây luôn, không có cái nào xấu hết nha, không có cây nào bể răng hết nha. Kể cả Mỹ như vậy, cây nào răng đẹp em mới lấy thôi, còn cái nào răng dập dạp thì em bỏ hết luôn. Rồi ok. Rồi cái này giá là 700 ngàn nha, cái mũ đít răng nha. Rất là nặng luôn. Nói chung cầm một tay mà chắc cũng đuối tay á. Ý dồi, nặng quá. Rồi tiếp theo nữa thì em lên mã 67 nha. 67 là một bộ đồ nghề giá 1,6 triệu nha. Của thằng Tôn nè. Tôn nè nha. Đó, ngoại hình bãi nó về đập nước mưa nhiều cái đường ten màu thôi nha. Đó, bên mặt Nhật nó còn dán cái mạc như thế nè. Mở ra nó có những gì thì ở trong này á, nó sẽ có những là bộ tôn nè, từ 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 nha. Thì đây là những cái đầu khẩu của nó nè, đầy đủ đây nha, không thiếu một cái đầu nào luôn nha. À, 8 nè, đầy đủ nha. 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 đầy đủ nha. Rồi tiếp theo là một cái cây này là cái cây cần tự động nè. Đây, cái cây cần tự động em có thể đặt nó nha. Đó, chú sẽ đỏ không? Đó, rồi đây là cái cần tự động đó nè.
Nó có một cái khay nhựa thế này nè, mình bị bể này. Rồi một cái đây, cái cần tự động như mới luôn nha. Đó nè. Ở trên này nó còn cái tem mạc gì luôn nha, của thằng Tôn luôn nè, cái này rất đẹp luôn. Đó nè. Tiếng nè. Căng cực kỳ luôn nha. Đó, ở bên này nó sẽ ghi RL là trái phải nha. Đó, ngoại hình nè. Đó, bay biết ok sáng lạ nha. Đó, rất đẹp luôn, cây này chưa xài luôn nha. Cái bộ rất đẹp luôn. Rồi, tiếp theo nữa là em lên là một cái cây cần nối nè, cái cần nối này nha. Đó, cái này cái cần tự động nè, đây cần nối nè. Đó, cần nối 1/2 luôn. Đây là đầu tiếp 1/2 nha. Rồi, nối nè. Và một cái thanh trượt nè. Đó, một bộ nó đem về luôn ha. Đó. Trượt nha. Đó, để mình mở mình xoay thế này nè. Đó, nha, rất là tiện dụng nha. Rồi, gắn ở đây. Bộ này giá nó 1.600.000 nha. Đó, 1.600.000. Đó, gấp lại rất là ok luôn, đóng lại nha. Rồi, giá là 1.600.000 và mã 67 nha. Rồi, tiếp theo em lên một cục lập lòn, cục xoay lớn nha. Giá là 350.000 thì em bán với một cục 250.000 thôi, nhưng mà cục này xoay lớn và một cái hộp này chưa xài đi nha. Đây là cái cục một nặng tới là 800g nha. 8 lạng nha, cục này 8 lạng nè. Đó, một cái cục tạ 8 lạng nha. Và một cái cục Tajima 700, B700 là cái ký hiệu mã của cái cục này nha. Thì cái cây này nó là nó nặng cực kỳ luôn. Đa số cái cục mà vừa em bán nó chỉ có như thế này nè. Đó, còn cục này rất là lớn luôn, thì kéo ra sợi dây nó vàng khè luôn nha, thấy không? Đó, chỗ này thì do vệ sinh dầu nó dính vô thôi. Có cây em cầm nè, ở trong nó vàng khè luôn, thấy không? Rất đẹp luôn, cây chưa xài nha. Thì cái cây này chức năng hoạt động của nó là cái này là cái gì đó, em mở thử nha. Cái cây này là để chẳng như mình móc vô, mình móc vô cái chỗ nào đó là nó sẽ giữ lại nha. Là giữ lại như thế này nè. Đó, giữ lại như thế này ha. Đó, giữ ở đây. Đó, để mình canh nha. Thì là chức năng của nó đây là một nè. Thứ hai nữa là lóc, là khóa. À, đây là cái mũi kim. Rồi em hiểu rồi. Cái cây này là nguyên lý của nó là như là mấy chú là mình đóng mạnh vô cái thân gỗ, nó sẽ chạm vô cái gỗ, nó sẽ dính cái kim lại, là mình sẽ lóc lại, khóa lại nha. Nè, đẩy lên khóa lại nha. Khi nào mình mở ra là mình chỉ cần ấn này nè, ấn nút này nè. Ấn này xuống là cái kim sẽ bật lên nha, là không cần phải rút ra. Mình xe qua xe lại sẽ gãy kim, còn em sẽ cần ấn này vô nó sẽ bật ra nha. Đây, rồi trên này nó sẽ có những cái nút gọi là hãm dây nè. Cây này chức năng nó nhiều dữ thôi. À, xoay này, xoay nè. Đó, xoay. Rồi cái cây này là hãm dây. Rồi mình sẽ ấn qua đây nó sẽ hãm dây này nha. Đó. Rồi ok. Cục này nó có 500 đầy đủ nha. Đó, nó sẽ hết được cái cục 8 lạng luôn không? Rồi ok. Rồi cái cây này mình sẽ gắn với tường nè, rất là nặng luôn nè. Đó, 8 lạng mình hết ok, lắc không rớt nha. Rồi ok, cây này giá là 350.000 nha. Đó, nó nặng cực kỳ luôn, nó to hơn cái bộ kia rất là nhiều luôn. Rồi, giá là 350.000 mã 68 nha. Rồi mã 69 nha, là một cái kệ khoan của dòng Hitachi, cây này rất mới luôn nha. Chết cha vậy chứ. Rồi cái cây này giá là 1 triệu chẵn nha. Đó. Cái cây này hoạt động của nó này nè, thương hiệu Hitachi nè. Cái này nó là nó nặng hơn những cái bộ khác nha. Đây là cái đời sau này nó sẽ nặng hơn nè, bằng nhôm mà nó nặng, nó dày cực kỳ luôn. Đó. Ở ngoài chợ thì mấy anh mấy chú mình mua về ở ngoài chợ mà nó bán hàng Trung Quốc không, cái cây này nó là từ phải từ 500 đến 600. Đó, nhưng mà thằng này hàng Nhật nha, nó dày dặn gấp mấy lần của thằng Trung Quốc nha. Đây, em sẽ mở lên thử nha. Đây. Đây, đã sẽ có một cái lóc khóa lại nha. Đó, kéo lên. Xong mình khóa lại nha. Đó, sau đó mình phải đặt cái mũi khoan ở đây. Đó, cái cây này về nó bị thiếu con ốc nè, nó nói chú nào về thì kiếm ốc gắn vô đây nha, để mình siết lại cái đầu khoan lại nha, nó không bị sụp xịt nha. Đó, thì bị thiếu thì em để gì luôn. Đó, gắn vô đây. Là nhận như anh chú mình ấn xuống này không? Đó, ấn lên xuống nha, nó xuống ha. Làm cái cỡ của nó để mình canh những gì đó mình đặt cho đây nó mình khoan. Đó, nó không sụp xịt nha. Lóc lại luôn, khóa lại luôn nha, cánh bướm khóa lại luôn nha. Thì cái cây này nó rất là mới luôn. Tại vì cái lò xo này nè, nó còn màu đen gam luôn nè, đa số 7 về là đa số nó sẽ bị xét hoặc là nó sẽ bị cái này nó sẽ xét luôn nè. Nhưng mà cái cây này nó rất đẹp luôn. Đó, ốc nó còn màu xanh luôn, màu đen đúng không? Đây, như cái này nè, cái cây này nó còn màu xanh luôn nha. Đó, nước gam còn luôn không? Đó, rất đẹp luôn. Cái bộ này rất là nặng luôn. Đây là đường ray để mình gắn eto đồ vô nha. Đó, cái bộ này rất là nặng, nặng hơn những cái bộ vừa rồi em bán nha. Rồi, cái bộ này giá là 1 triệu nha, của Hitachi nè. Rồi ok. Mã này là mã 69 nha. Rồi, tiếp theo nữa em là em lên một cái búa mã 70. Mã 70 nè, giá 350.000, cây này đến từ OH nha. Cán nó bằng sợi thủy tinh nè, bọc nhựa cao su nè. Đó, nó hơi bị cứng bẫy thì bể chứ thôi. Về phần đầu búa này, cái này nó có đóng rồi nè.
À, nhưng mà còn rất là đẹp bên này, thấy không? Còn rất là ok luôn. À, đúc này, cây này nặng 1,3 kg nha, 1,3 kg nha, 1,3 kg tính từ thương hiệu OH nha. Rồi cái này giá là 350 ngàn nha. Mặt búa của cái búa này, cái mặt của nó là được khoảng 4 cm nha, 4 cm. Rồi ok, cái này giá là 350 ngàn. Chiều dài của cái búa này là được 12 cm. Đó, rồi ok, 350. Rồi tiếp theo nữa lên một cái búa 71, là một cái búa 250 ngàn, là một cái búa của Đốc Du nha. Nè, Đông Du nè, Japan. Về phần cán thì đẹp cực kỳ luôn, không đứt bể gì luôn nha. Đó, cái búa này nhằm nhổ nữa không? À, mặt đóng quá nè, đẹp cực kỳ luôn nha. Đó, cái búa mắt trâu đó, cầm rất là ok luôn. Cái búa này trọng lượng của nó là được, đây em sẽ đặt cái cân lên nha, nửa ký nha, cái búa này nửa ký nha, giá 250 ngàn nha. Rồi, 250 ngàn một cái búa Đốc Du nha, tem trên này còn luôn nè không. Rồi giá 250 ngàn, cán sắt nha, cán này bằng sắt nè, đóng cực kỳ êm tay đó. Rồi tiếp theo nữa em lên một cái búa nữa, 772, là cái búa 250 ngàn, một cái búa hàng độc nha, dễ gán cho mấy chú sưu tầm luôn. Cái cây này là nó, em về nó sẽ có một sợi dây dù nó quấn vô cái lỗ này, sẽ quấn vô đây nè, nhưng mà nhìn nó rườm rà, nó dơ giấy quá, em bỏ luôn. Thì đó, cái cây này là nó sẽ nêm như thế này nè, thay vì nó đút cái cán qua đây xong đầu nó giữ rồi cái này, cái nẹp này, và nó sẽ chốt hai cái chốt hai bên đó, nẹp như thế này nha, để sưu tầm. Thì cái mũi nó là cái mũi caro vuông nè, không chưa xài luôn nha, chưa đóng qua luôn nha. Đó, và cái mũi như thế này em biết nó làm cái gì luôn, nó đóng cái chẻ gì đó, đây nó sẽ vá xuống thế này đây, và nó sẽ như thế này đây đó. Mấy chú mình mua về sưu tầm nha. Cái cây này là trọng lượng của nó nặng được cũng là nửa ký luôn nha. Rồi ok, cây này giá 250 luôn, 250 luôn. Rồi cái cây này nó bản của nó là được 3 cm nha, 3 vuông nha. Rồi tổng dài của cái búa này là 9 cm nha. Rồi ok, đó ngoại hình rất đẹp luôn đó, dài được 24 cm. Rồi ok, cái này giá là 250 ngàn nha, 250 luôn, mã 72. Rồi tiếp theo 73 là một con dao đi rừng giá 400 ngàn nha. Cái cây này thực ra mà nó xấu đuôi xấu lé luôn, nhưng mà là bán giá 4 xị cho mấy chú về siêu tầm nha. Nó có một cái vỏ nè, đó vỏ rất là ok luôn. Đây phần cán của nó đây, nó hơi bị mục nhẹ thôi, nhưng mà thực ra còn rất là chắc nha, chắc cực kỳ luôn, không có dặn như bóc được đâu nha, khó mà bóc nha, nó bị mối ăn. Rồi không trục xịt gì nha. Phần lưỡi đây, lưỡi này em về em có vệ sinh, em có mài rồi nha. Đó, nhưng mà rất đẹp, rất là bén luôn, mấy chú rờ tay đứt tay nha. Trên này nó sẽ đóng chữ rất là rõ ràng, thấy không đó, nhưng mà nó bị ten quá, cái đầu em về em lấy nhám, lấy nó mài nước em chà nè. Đó, như thế này là được rồi đó. Để giá là 4 xị cho mấy chú này về xem mình thích thì dọn lại, không thì để xài luôn nha, bén cực kỳ luôn, không mẻ nước gì hết nha. Đó, về vệ sinh đẹp cực kỳ, được cái lưỡi đẹp thì em mới lấy thôi. Rồi ok, cây này giá là 400 ngàn nha, em quên đo đi chứ. Cái này phần lưỡi của nó là được 17 cm nè, dài là được 35 nè, chiều bản của nó là được 5 cm nha. Rồi 5 cm, rồi ok, cây này giá nó là 400 ngàn nha. Đó, mấy chú ý mua về sưu tầm. Đó, chặt dừa chặt củi gì đó rất là ok. Rồi tiếp theo này, em lên một con dao, con dao đi rừng nè, dao đi rừng hàng này rất là độc nha, để mình cầm đi mình phát rẫy phát nương gì nha, hàng không sưu tầm nha. Cây này giá là 450 ngàn nha, mã 74. Cây này có chữ đầy đủ luôn ha. Đó, cây này thì cũng đen thì lùi luôn, em về em có lấy mấy đà nước á, mấy mài tay nè, đá mài nè, em mài cho nó trắng thôi đó, cho nó nhìn nó đẹp, nhìn nó đẹp mắt thôi, lưỡi đẹp cực kỳ luôn, bén cực kỳ luôn nha. Nói chung là về chỉ xài không phải mài đâu đó. Ở đây bên Nhật nó quấn chỉ thế này, cầm cái êm tay nha. Đó, cây này á, chiều dài của nó là để em đo từ mũi nha, mũi xuống tới là cây này nó dài được khoảng 47 cm nha, 47 cm. Rồi ok, chiều bản của nó được 5 cm nha. Đó, rất là ok luôn. Phần lưỡi của nó được 16 cm nha. Ê, 17 cm chứ, 17 cm rồi luôn, ok. Rồi cái này giá là 450 ngàn nha. Đó, mua về để mình chặt rất là ok. Nhưng mà cái này là nó sẽ mài hai mặt chứ không phải là mài một mặt nha. Nó mài hai mặt như thế này nè. Đó, cực kỳ bén luôn. Nói chung là về chỉ xài đây. Đó. Rồi tiếp theo nữa là em lên dàn thùng nha. Em cầm thùng đi. Rồi ok, em lên dàn thùng nha, mã 75. Rồi em sẽ quay dàn thùng nè. Rồi đầu tiên em lên một cái thùng đồ nguyên mã 75. 75 là một thùng đồ nha. Đây, thương hiệu tới từ là thương hiệu là Toyo Masen Japan. Đây, một cái thùng nè.
thùng bãi nó về nó cứ móc méo lung tung hết nha. Rồi ok, đây mặt ra đất bên hông quá nha. Đó. Rồi mặt trên của nó nè. Về mặt đáy của nó này. Mặt đáy của nó này. Đó. Đó. Rồi mở ra nha. Nó sẽ như này đây. Nó gồm có những hai học. Đó và một cái học bên này. Đó, không mục nha, không lủng nha. Đây, đây mặt trong này. Mặt trong rất đẹp luôn nha. Đó, không nứt, không lủng gì nha. Đó. Về phần thùng á thì cái này thùng này giá 500.000 nha, mã 75. Em sẽ đo cái chiều dài đây. Chiều dài của nó là được 35 cm. Chiều đứng của nó là được 18 cm nha. Và chiều ngang của nó là được 17 cm. Rồi ok, giá cái thùng này là 500.000 nha. Thùng này của mình tôi vô nó có lỗ để mình móc ổ khóa luôn rồi. Rồi ok. Rồi giá nó là 500.000 nha. Rồi tiếp theo mã 76 là một cái thùng tiếp theo, giá là 550 nha. Đây thương hiệu Pet nha. Đó, thùng này là ok luôn. Không nứt bụng gì nha. Đó, mở ra nè. Đó. Đây nó sẽ có tượng nha. Đó, bộ mình đại học này, mặt đáy này. Không lủng nha. Không một dấu lủng nha. Rồi ok. Đó. Mặt hình đây. Đó, ngoài hình đây. Đó. Thấy chưa? Đó, rồi ok. Cái này tay nó không gặp được nha. Tay nó đứng thế này mình cầm thế này nha. Rồi. Rồi chiều dài của cái thùng này á, là được 41 cm. Chiều đứng là được 17 cm. Và chiều ngang là 18 cm nha. Rồi ok, cái này giá là 550 nha. Rồi tiếp theo là thùng 77. Tiếp theo là thùng 77 nha. Là đồ luôn. Cái này em về em chưa vệ sinh nữa nè. Đó. Đây một cái thùng đây. Của dòng Toyo nha. Đó, mặt bên này. Này, Toyo nè. Đó, ngoại hình nha. Đó, bên này. Đó, rất là ok luôn nha. Cứng xíu rồi, muốn gõ nhẹ bung ra nha. Đây nè. Đó. Mặt đáy nè. Đó. Đây, để thùng này. Ở trong. Ở trong nó sẽ có... Rồi, đây là những cái lá nhăn. Cứ còn những lá nhăn như thế này nữa chứ. Đó. Còn những lá nhăn như thế này nè. Đó, gồm ở trong đây, tẩy thùng em chưa vệ sinh luôn. Bụi nó còn dính thấy không? Đó, chưa vệ sinh luôn. Đó, một cái thùng nè, thái ngăn nè. Và một thùng đáy nè, không lủng nha. Thùng đẹp không lủng nha. Đó, ok luôn. Và em sẽ đo thùng này. Thùng này giá 600.000 nha. Thùng này chiều dài của nó là 42. Cao là 18. À, bề ngang là 24 cm nha. Lớn hơn thùng kia nha. Nha. Lớn hơn cái thùng vừa mới quay. Rồi thùng này 600.000 nha. Rồi tiếp theo nữa em lên một cái thùng cuối cùng là thùng 78. Cái thùng giá rẻ nè, nhưng mà thùng này đẹp. Giá 400.000 thôi. Tại sao? Tại vì nó bị cứng móp xíu xíu rồi. Đó, thì để giá rẻ luôn. Giá 400.000 chứ thùng này phải bán từ 550 nha. Đó, tay cầm đây, mở ra. Đó, mở ra nha. Đó, nó sẽ có hai ngăn. Và tay nè. Cực kỳ dài luôn. Đó, không lủng nha. Đó, ngoại hình rất là ok, không có lủng nha. Tại vì nó cứng này để giá rẻ luôn. Chứ nếu mà nó không lượng cứng thì em bán cái giá là phải từ 550 thùng này nha. Thùng này nó từ thương hiệu là SB mặt kiến ra đây ha. Đó, nó bóng cỡ này không. Rồi đây, nó bị cứng như thế này đây. Đó, cứng đồ bãi này. Đó, đây, mặt đất bên hông nè. Mặt bên này nha, bên này nha, không bị cứng nha. Mặt đáy nè. Rồi ok. Đây cái thùng này chiều dài của nó là được 41 luôn. Cao 10 cao là 17 nha. Rồi, bề ngang là 19 nha. Rồi giá là 400.000 cái thùng này nha. Đó, mấy chú nào cao siêu thì về thì gọi lại nha, còn không để xài cũng được. Để giá rẻ luôn, tại cái thùng này nước sơn rất đẹp luôn, bụi dính nha. Sơn bóng bẩy cực kỳ luôn, sơn riêng nha, em không có sơn lại nha. Đó. Sơn riêng luôn, nè cái này chóc ten ha. Đó, rất đẹp luôn nha. Mà cứng chỗ này thôi. Về à mấy chú nào cao siêu thì gọi lại thì cái thùng đẹp nha. Rồi ok, giá là 400.000 cái thùng này nha. Rồi, kết thúc clip hôm nay thì mấy chú nào ưng mã nào thì cứ alo cho em hai số điện thoại ở đây. Đó, em sẽ nghe máy ngày hôm nay nha. Thì ở đây này là chưa có bao gồm phí ship nha. Rồi, anh mấy chú nào mua thì chuyển khoản thì em sẽ bao ship nha. Rồi, kính chào mấy chú, chúc mấy chú một ngày tốt lành nha.